Nhóm thân hữu Nguyễn Chí Thiện đã có mặt tại Civic Center của thành phố Westminster, Nam Cali, ngày Chủ nhật 23 tháng 4, 2017, để tham dự buổi thuyết trình và hội thảo Việt Nam trong thế giới biến chuyển do Hội Ái Hữu Bưởi và Chu Văn An Nam Cali tổ chức trong mùa tưởng niệm ngày 30 tháng 4 đen. Và sau đây, xin mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn các vị trong ban tổ chức, người đến tham dự và chương trình. Vâng, sau đây chúng tôi xin có một vài câu phỏng vấn ngắn đến với anh Phạm Gia Đại. Xin kính chào anh Phạm Gia Đại ạ. Xin kính chào chị và xin rất hân hạnh được nói chuyện với quý chị ngày hôm nay. Dạ vâng, thưa anh, được biết anh là cựu học sinh trường Chu Văn An. Như vậy anh có thể cho biết là anh đã học trường Chu Văn An vào cái khóa nào không thưa anh? Dạ thưa chị, tôi ra trường Chu Văn An năm 1965 ạ. Qua đây thì khi qua Mỹ chúng tôi cũng tham gia vô trong hội bưởi Chu Văn An Nam Cali ở Nam Cali này. Vâng, và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng có tham dự vào trong cái buổi tổ chức về nói về thuyết trình và hội thảo về hiện tình của đất nước của chúng ta bây giờ với cái tựa đề là Việt Nam trong thế giới biến chuyển thưa chị. Dạ vâng, thưa anh, được biết anh là cựu tù nhân của chính quyền Cộng sản Việt Nam và anh cũng là cái tác giả của cái quyển Người tù cuối cùng. Và rất là nổi tiếng trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Như vậy thưa anh có thể cho biết là anh đã kỳ vọng gì vào cái buổi tổ chức hội thảo ngày hôm nay thưa anh? Thưa cảm ơn chị, tôi có viết cái cuốn hồi ký năm 2011 xuất bản cũng ở đây, tiếng Việt là Những Người Tù Cuối Cùng. Và có dịch qua tiếng Anh ngữ là The Last Prisoners cũng đã ra mắt năm ngoái cũng tại cái trung tâm này. Và với... chúng tôi lại vừa là một người cựu tù nhân chính trị trong những trại giam của Cộng sản trước kia. Và đồng thời chúng tôi cũng là một cựu học sinh của trường Bưởi Chu Văn An ở tại Việt Nam trước kia. Và ngày hôm nay thì hội đã đứng ra để tổ chức cái này thì tôi cũng là một trong thành viên đã tích cực ở trong cái hoạt động để mà tổ chức được cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Thì tôi và anh cụ Vũ Quốc Phong hôm nay thì đảm nhận trách nhiệm làm MC của chương trình. Thì thưa chị, cái lý do thứ nhất đó, sở dĩ mà chúng tôi quyết định, ban chấp hành và các hội viên hội bưởi Chu Văn An Nam Cali quyết định để mà đứng ra tổ chức đó, là nó có hai cái lý do chính. Cái lý do thứ nhất đó là dù rằng chúng tôi là một hội cựu học sinh thôi, một hội ái hữu thôi, không phải là một cái đoàn thể chính trị gì cả và không có một cái danh xưng gì cả ở đây, nhưng mà với mấy cái tâm lòng mà nghĩ về đất nước của mình và nhất là 63 năm mà miền Bắc cũng đã dưới chế độ Cộng sản và 42 năm rồi miền Nam dưới chế độ Cộng sản đó, thì chúng ta nhìn thấy một cái điều là đất nước chúng ta có bị suy đồi đi về tất cả mọi phương diện. Không phải kinh tế, không phải người dân là thiếu ăn không thôi, thiếu mặc, khổ sở trong cuộc sống mà thiếu thốn về vật chất như vậy, mà về tinh thần cũng không có, về nhân quyền không có và tôn giáo không có và không có một cái quyền lợi gì. Cho nên đấy là một cái tình trạng mà bất cứ người Việt Nam là chúng ta, dù chúng ta có ở trong nước hay chúng ta ở ngoại quốc cũng vậy thôi, chúng ta vẫn là con hồng cháu lạc, chúng ta là dòng giống lạc hồng và chúng ta nhìn trở về quê hương chúng ta thấy đau lòng khi nhìn thấy dân chúng đã phải sống trong cái khổ nạn như vậy. Và đấy là một cái lý do mà Hội Bưởi Chu Văn An Nam Cali làm cái hội ái hữu học sinh của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa đã quyết định đứng lên. Và chúng tôi tổ chức kỳ này là lần thứ 5 thưa chị. Mấy lần trước chúng tôi có tổ chức là 32 lần 38 năm đã nhìn lại quê hương xem quê hương của mình điêu tàn đến mức độ nào rồi. Từ năm 39 cũng tổ chức một lần. Và sau đó khi mà cái giàn khoan Hải Dương của Trung Cộng nó đặt vào trong bờ biển của miền Trung Việt Nam để nó khai thác dầu đó, thì các anh trong hội cũng không chịu đựng nổi nữa và nói chúng ta cũng phải có một tiếng nói, phải gióng lên một tiếng chuông. Bởi vì dù rằng đi tiếng chuông của chúng ta có được vang xa hay vang gần đi nữa, chúng ta cũng phải lên tiếng. Bởi vì theo như tinh thần của Chu Văn An ngày xưa đó là vạn thế sư của chúng tôi là cụ Chu Văn An đó, thì ngài đã từng dâng sớ thất trảm sớ xin vua nhà Trần chém bảy đầu tên Định Thần với tinh thần bất khuất đó của ngài đó. Và khi mà ông vua Trần đã không những thế còn cách
chức không có nghe lời đó, cho nên ngài đã rũ áo từ quan về mới mở trường ra dạy học trò từ hồi đó đến bây giờ. Và cái trường Bưởi ngày xưa cũng là cái tinh thần bất khuất của những cựu học sinh ngày xưa. Cha ông chúng tôi ngày xưa học trường Bưởi ở ngoài Hà Nội đó, thì nó là trường bảo hộ, nhưng mà mọi người đều không nhận cái chức bảo hộ đó, và mình nghĩ rằng đặt tên là trường Bưởi bởi vì nó nằm trong cái làng Kẻ Bưởi ở tại Hà Nội. Và từ đó nó là tiền thân của trường Chu Văn An. Cho tới khi mà giáo sư Hoàng Xuân Hãn tốt nghiệp từ bên Pháp về đó, ông về ông dạy học tại trường, và ông lại là được bổ nhiệm vào làm bộ trưởng của Bộ Giáo dục và Mỹ thuật trong nội các Trần Trọng Kim á. Thì ông là người rất có công, ông đã đổi tên trường chính thức thành trường Chu Văn An, cũng như là đã soạn một cái bộ chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Việt, không còn tiếng Pháp nữa. Thì từ đó với cái tinh thần bất khuất ngày hồi đó, cũng như tinh thần thất trảm sớ đó, chúng tôi được thừa hưởng từ tiền nhân cũng như của vị vạn thế sư biểu Chu Văn An đó, chúng tôi mới đứng ra tổ chức cái lần này để mà gióng lên một tiếng chuông cho người ta thấy cái tình trạng bây giờ. Thứ nhất đó, nó quá tệ hại ở tại Việt Nam, nó giống như là một chiếc xe lửa nó xuống dốc quá chị, mà nó không có thắng. Cho nên nhìn thấy cái hiểm họa. Thứ nhì nữa là hiểm họa mất nước có thể gần kề. Bởi vì bây giờ có rất nhiều người đã về Việt Nam qua đây cho biết rằng người Tàu nó tràn vào đất nước của mình rồi. Từ Móng Cái, Hải Phòng cho tới miền Nam, cho tới mũi Cà Mau đều có người Tàu hết. Và họ chiếm lĩnh như thế đó, thì cái hiểm họa mà Hán hóa đó, nó rất là gần kề. Và cái lý do thứ hai mà chúng tôi nhìn thấy một cái điểm nữa là cái vấn đề bây giờ đó, là mình nhìn thấy một cái điểm rõ ràng đó, là với cái chế độ cộng sản bây giờ mà họ ấy, chỉ biết đảng cộng sản thôi, họ không biết tổ quốc dân tộc là gì á, thì họ sẵn sàng họ dân biển dân đất của ông cha cho Tàu Cộng. Và đấy là điều mà ai cũng lo lắng trong lòng, cũng như là chúng ta đã từng nghe nói đến cái vấn đề mà cái hội nghị Thành Đô chẳng hạn. Có thể chỉ còn 3 năm nữa, nếu chúng ta không có hành động gì nữa, thì Việt Nam có thể trở thành một cái tỉnh thành nào đó của Hoa Lục. Và điều đó chúng ta có lên tiếng thì quá trễ rồi. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi, đó là lý do thứ nhì mà chúng tôi cố gắng để mà tổ chức một cái buổi thế nào để mà con gióng lên được tiếng chuông, để chúng ta cùng cảnh tỉnh, chúng ta đừng có bàng quang nữa đối với tình hình đất nước bây giờ đã quá nguy ngập. Và cũng như là kỳ Tết vừa rồi chúng tôi có ra cái đặc san tổ chức mừng xuân, ra cái đặc san về Biển Đông trong nỗi nhục của quê hương chẳng hạn, để chúng ta nhìn thấy cái đó là cái điều vô cùng nguy hiểm. Bây giờ mất nước nó giống như thật là cái gươm nó kề trên cổ chúng ta, mất nước không nào không biết. Đấy là một vài nét chính tôi mới trình bày với quý chị ngày hôm nay. Vâng. Xin cảm ơn anh Phạm Gia Đại và xin cảm ơn quý khán giả. Vâng, xin chào chị, xin chào quý vị. Vâng. Vâng, chúng tôi là thân hữu của nhóm Nguyễn Chí Thiện. Xin chào quý khán giả và chào anh Nguyễn Địch Hà. Dạ, chào chị. Vâng. Dạ vâng, được biết anh là hội trưởng của hội Bưởi Chu Văn An, Nam Cali. Xin anh cho biết là anh học trường Bưởi Chu Văn An vào khoảng thời gian nào thưa anh? Dạ thưa, tôi là học sinh Chu Văn An từ đệ thất, tức là từ năm 1957 cho tới 1964. Vâng. Lúc đó thì trường, lúc tôi vào học ở Chu Văn An thì trường vẫn ở cái địa điểm cũ, tức là học nhờ cái cư túc xá của Pê Tuyết Ký. Cho đến năm 61 thì trường mới có một cái trụ sở mới ở ngã 6 Minh Mạng với trước nhà thờ Cha Tam thì phải. Vâng. Sau 1961 đó, thì là chúng tôi tiếp tục học cho tới khi ra trường 1964. Sau đó thì trường vẫn tiếp tục hoạt động, và cho tới khi mất nước thì cô cũng biết là trường đã bị cộng sản đóng cửa hoặc vĩnh viễn vào cái niên khóa 1977-78. Dạ vâng. Dạ vâng, thưa anh, xin anh Hà cho biết động cơ nào mà ban chấp hành của hội đã quyết định tổ chức buổi thuyết trình và thảo luận về chủ đề Việt Nam trong thế giới biến chuyển? Dạ thưa, thì cái tình hình thế giới thì nó biến chuyển hàng ngày, nhưng mà đặc biệt gần đây đó thì cái sự thay đổi nó rất là trầm trọng. Ở Âu Châu thì có thấy
cái biến cố Brexit, tức là nước Anh đã rút ra khỏi cái liên hiệp châu Âu, rồi Nga Xô thì chiếm đóng cái bán đảo Crimea của Ukraine, rồi sau đó là gần đây đó thì là Mỹ bắn hỏa tiễn vào căn cứ ISIS ở Syria, rồi ở Á Châu thì cái sự căng thẳng giữa Bắc Hàn với Mỹ về cái vấn đề chương trình vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn, rồi tàu cộng thì hung hăng thao túng Biển Đông, uy hiếp các nước nhỏ bé ở chung quanh, đặc biệt là Việt Nam. Với cái âm mưu thôn tính Việt Nam và hủy diệt nhân Việt, thì chúng tôi thấy đó là một cái điều mà chúng tôi không thể ngồi nhìn. Do đó hội buổi Trung Đoàn chúng tôi đã tổ chức một cái buổi hội thảo. Đây là một buổi hội thảo lần thứ 5, nói lên cái gióng lên cái tiếng chuông và nhắc nhở đồng bào đừng có ngồi yên đó mà chờ chết, mà phải hành động, phải đứng lên lật đổ cái Đảng Cộng sản Việt Nam, tay sai của tàu cộng, để mà cứu lên nước. Dạ vâng. Vâng, xin cảm ơn anh, và được biết anh là hội trưởng của hội bưởi Chu Văn An miền Nam California. Xin anh có thể cho biết về những cái hoạt động của hội. Dạ thưa, là một cái hội ái hữu cựu học sinh thì chúng tôi thông thường thì chỉ có hoạt động sinh hoạt những cái hoạt động có tính cách thân hữu giữa các thành viên với nhau. Nhưng là cái hội bưởi Chu Văn An, cái tinh thần Chu Văn An, tinh thần thất chạm sớ không cho phép chúng tôi chỉ làm những cái sinh hoạt thu hẹp đó, nên chúng tôi đã thường mở rộng ra để thảo luận về cái tình hình Việt Nam, để kêu gọi cái sự đóng góp ý kiến của đồng bào, của đồng hương, để chúng ta có thể tìm thấy một cái giải pháp khả thi để giúp các cái cơ quan đang tranh đấu cho tự do nhân quyền ở Việt Nam có thể thực hiện, và nhất là để cứu lấy nước Việt Nam. Vâng. Vâng, xin cảm ơn anh. Dạ vâng, cảm ơn chị và cảm ơn hội thân hữu Nguyễn Chí Thiện phải không ạ? Vâng, cảm ơn ạ. Vâng, xin cảm ơn quý khán thính giả. Vâng, sau đây là cuộc phỏng vấn với tiến sĩ Lê Minh Nguyên, anh là cựu học sinh Chu Văn An. Xin chào anh Lê Minh Nguyên. Dạ, kính chào chị Hải An ạ. Vâng, thưa anh, được biết anh là cựu học sinh Chu Văn An, anh có thể cho biết là anh học cái niên khóa nào không thưa anh? Dạ, tôi học niên khóa ra trường năm 1970 ở Chu Văn An nha chị. Dạ, thưa dạ. Vâng, thưa với anh, với cái tình trạng mất nhân quyền và môi trường sống rất là ô nhiễm từ nhiều thập niên qua tại Việt Nam, thì theo anh làm thế nào có thể cải thiện được ạ? Dạ vâng, vấn đề môi trường của Việt Nam thì như chị biết là ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất. Và cái tình trạng có thể nói rằng là không thể nào cải thiện được nếu mà cái chế độ cộng sản vẫn còn đó. Bởi vì đối với chế độ cộng sản, nó là một cái vấn đề của mọi vấn đề, cái nguyên nhân của mọi nguyên nhân là bởi vì họ không còn có cái chính đáng tính để cai trị đất nước. Và họ chỉ cai trị đất nước bằng cái sự gọi là phát triển kinh tế bằng mọi giá. Mà khi phát triển kinh tế bằng mọi giá thì cái giá phải trả là rất đắt, tức là cái sự sinh tồn của dân tộc, cái môi trường sống bị thiệt hại, để mà tìm cách để tăng cái sự phát triển kinh tế là trên 6 chấm hay là 7 chấm một năm. Đó là cái trường hợp của Trung Quốc hiện nay, mà cái người dân Bắc Kinh mỗi ngày chỉ thở không khí không thì giống như là hút 40 điếu thuốc. Thì tình trạng Việt Nam thì cũng có thể nói là không phải là 40 điếu thuốc, nhưng cũng khoảng 20 điếu thuốc một ngày thưa chị. Vâng, xin cảm ơn anh Lê Minh Nguyên. Dạ, cảm ơn chị. Dạ vâng, Hải Lan xin kính chào tất cả quý khán giả, và được biết ông Dương Đình Bộ có mặt ngày hôm nay, xin kính chào ông. Thưa chào tất cả quý vị, nhất là anh Phạm Gia Đại đã có lòng mà mời chúng tôi lại đây. Trước khi chúng tôi lại đây đó, thì chúng tôi có dự ở bên Chùa Đầu Ngự, và chúng tôi chỉ có làm được 4 câu thơ thôi, ngay tại phía cái sân bay, cái parking lot này. Bốn câu thơ như thế này: phải rời Điều Ngự mà tới đây, bởi vì trường bưởi đã đắp xây, thanh niên chúng tôi từ thuở ấy nhập ngũ lên đường để đắp xây. Thưa hết chỉ có thế thôi, vì trường bưởi mà tới.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông. Được biết ông là một trong các vị cao niên kỳ cựu đã học từ trường Bưởi ở Việt Nam. Xin ông có thể cho biết là ông học cái khóa nào hay không ạ? Tôi học ở Chu Văn An từ năm 48 cho đến năm 53 thì tôi vào trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt. Lúc bây giờ còn quốc trưởng Bảo Đại hướng dẫn nước Việt Nam, và sau này thì đến Tổng thống Ngô Đình Diệm, đệ nhất Cộng Hòa, và đệ nhị Cộng Hòa là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Và ngày cuối cùng thì chúng tôi phục vụ tại Bộ Tổng Tham mưu Tổng cục Tiếp vận với chức vụ là Trung tá, trưởng phòng quân xa vũ khí, phụ trách về tiếp liệu tất cả những quân cụ nặng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Xin cảm ơn. Vâng, thưa với cụ, về bây giờ phải gọi là cụ thì mới đúng. Cụ có thể cho biết là cụ năm nay được bao nhiêu niên kỷ không ạ? Tôi năm nay nếu mà đúng ra là tôi sinh năm 1933, tuổi Quý Dậu. Nhưng mà vì các cụ ngày xưa thì bao giờ khai sinh cũng bớt đi một tuổi. Và khai sinh của tôi là 1934, tức là coi như là 83 tuổi Tây và 84 tuổi ta. Xin cảm ơn cụ. Cảm ơn cụ. Xin kính chào. Sau đây tôi xin nhường lời cho trưởng ban nghi lễ là anh Lê Hiến. Mời anh Lê Hiến. Xin chào quý vị. Tôi xin giới thiệu với quý vị cùng các lãnh đạo quốc kỳ hôm nay. Chúng tôi cùng tổng toán từ sinh viên sĩ quan của trường sĩ quan đơn vị phòng ban thủ đức, một toán chiến sĩ quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và một toán trung tâm điều khiển của miền Tây Nam Hoa Kỳ. Xin kính chào quý vị. Toán quốc kỳ tiến lên vị trí hàng này. Xin quý vị nghiêm chỉnh đứng dậy để làm lễ chào quốc vị. Mau đào để mau, 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 mau,
quốc kỳ Việt Nam Cộng hòa Tân Dương. Tất cả chú ý, đèn xuống, xuống. Thảo Dương, đi. Lê chào quốc kỳ Hoa Kỳ, bắt đầu. Cả chú ý, nghiêng. Xuống chào, bắt. Nhạc quốc cao hay kỳ, bắt đầu. Can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight. Tại đây để cùng dân nén hương lên bàn thờ tổ quốc. Trong niềm đau thương tổ cùng đó, chúng ta không quên tri ân những hàng triệu quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng hy sinh để bảo vệ nền tự do dân chủ cho miền Nam suốt hai thập niên từ 1954 đến 1975. Chúng ta cùng hướng về tổ quốc để tưởng niệm ngày quốc hận và mặc niệm tất cả quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ mình cho chính nghĩa tự do. Phút tưởng niệm bắt đầu kèm tu sĩ. Xin chào, bắt nhiệt tình. Thank you.
có một quốc kỳ trở về vị trí cũ. Sáu, bảy, rồi đầu lên, trước, bước, một, hai, ba, bốn, hai, ba, bốn, một, 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 hai, ba, bốn, lần trước, bước, một, hai, ba, bốn, một, hai, ba, bốn, một, hai, ba, bốn. Hai phải quay phút tưởng niệm tuần trước. Một lần nữa xin mời quý vị an toàn, xin cảm ơn tất cả các chị đã lên làm đẹp xin hộ sẽ được. Nguyễn Đình Hà nên có một vài lời của tất cả quý vị. Xin mời Nguyễn Đình Hà. Hội trưởng trường Chu Văn An, xin kính chào quý vị quan khách. Thay mặt hội anh hiếu tử học sinh của Chu Văn An, chúng tôi xin trân trọng cảm tạ sự hiện diện của quý vị. Buổi hội thảo ngày hôm nay sẽ không có nếu không có sự tham gia đông đảo của quý vị và không có sự đóng góp của ba vị diễn giả. Một lần nữa chúng tôi xin đa tạ. Thưa quý vị, thế giới biến chuyển từng giờ một cách nghiêm trọng. Như quý vị đã biết, ở Âu Châu Brexit, biến cố Brexit, nước Anh rút ra khỏi Liên hiệp châu Âu, nước Nga chiếm đóng bán đảo Crimea của Ukraine, và mới đây Mỹ bắn hỏa tiễn vào căn cứ ISIS ở Syria. Ở Á Đông, căng thẳng giữa Bắc Hàn và Mỹ về chương trình hạt nhân của Bắc Hàn và tàu công thao túng Biển Đông uy hiếp các nước trong vùng, nhất là Việt Nam. Chúng ta không biết thế giới rồi sẽ ra sao và Việt Nam sẽ đi về đâu. Trước cái tình hình đen tối đó, Hội Ái Hiếu Cựu Học Sinh Vườn Trung Nam chúng tôi tổ chức buổi hội thảo ngày hôm nay, buổi hội thảo của lần thứ 5 để gióng lên tiếng chuông, nhắn gửi đồng bào đừng ngồi đó chờ chết trước cái âm mưu thâm độc của tàu cộng, mà phải hành động, phải đứng lên lật đổ chế độ cộng sản ở Việt Nam mà cứu lấy quốc gia. Xin cảm ơn quý vị. Bây giờ chúng tôi xin mời anh Bùi Hữu Nguyên, trưởng ban tổ chức buổi hôm nay. Xin mời anh Bùi Hữu Nguyên. Thưa quý vị, khi mà chúng tôi làm tổ chức buổi này thì một người bạn, chính cái người bạn của tôi chứ không phải là ai xa lạ, phải tại sao 42 năm mà mày còn vẫn hận thù mà vẫn còn tổ chức cho tôi thay đổi. Tôi không ngần ngại và đã trả lời người bạn của tôi là thú thực là thời gian quá thực là liều thuốc bổ để chữa cái bệnh đau khổ. Nói khác tức là chữa cái bệnh hận thù. Thưa quý vị,
Những người mà nhúng tay vào tội ác giết người đã chết rất nhiều. Chính những gia đình tôi, ông ngoại tôi bị ông đốt tôi bắn chết ở ngoài đầu. Cái người giết ông ngoại tôi cũng đã chết. Bố mẹ tôi là người mà trực tiếp cái đau khổ khi ông ngoại tôi mất cũng đã mất. Không cần gì phải nói lên cái sự đau khổ như thế nào. Nhưng mà như tôi nói, cái hận thù sẽ nguôi ngoai thì tôi muốn nói với trả lời các bạn là chúng tôi chiến đấu không phải vì để trả hận thù ít nhất là cá nhân thôi. Chúng tôi chiến đấu là bởi vì chúng tôi mong muốn cho một đất nước Việt Nam mà người dân được tự do ứng cử và bầu cử, không phải là mà đi bầu cử cho một cái số người đã được chọn bởi một đảng Việt Nam. Tức là họ đã coi chúng tôi, những người dân Việt Nam như là một những ý gọi là second citizen, tức là chỉ được chọn những người họ đã chọn. Chúng mình tranh đấu là bởi vì đất nước Việt Nam mà đầu tiên chúng ta đã bao nhiêu năm xây dựng để tạo ra một cái đất nước đẹp từ giải phóng quan đến Cà Mau. Những người Việt Nam Cộng Hòa, những người lính năm 74 đã xả thân hy sinh để giữ mảnh đất ở ngoài Hoàng Sa. Nhưng mà chúng tôi chống lại những người mà bán đất, những người mà ký hiệp ước bán đất hay là chia sẻ nhượng bỏ cái đất. Chứ chúng tôi không có làm những chuyện để trả hận thù. Chúng tôi cũng không phải là những người mà chỉ có cái chuyện hận thù, mà chúng tôi chỉ mong rằng là làm sao đất nước Việt Nam hiện nay, như quý vị, sau 42 năm Việt Nam là một nước mà đứng thua cả Campuchia và Lào, là những cái nước mà nhỏ bé bên cạnh chúng ta. Cái đó là cái điều mà chúng tôi muốn nói, muốn tiếp tục, chứ không phải cái hận thù nhỏ nhặt đã qua. Chúng tôi cũng muốn là tất cả những người Việt Nam trong cái giai đoạn, trong cái tinh thần mà người Việt Nam sắp tới phải là người Việt Nam của một thế hệ mới, một thế hệ nhân bản, có thể khai phóng, không phải là một thế hệ mà ra ngoài đường ngồi uống cà phê lê la suốt ngày suốt đêm. Đó là cái điều mà riêng cá nhân tôi cũng như ban chấp hành chúng tôi mong rằng là chúng ta sẽ có một cơ hội, sẽ có một tiếng nói để chúng ta có thể là tiếp tục là đánh thức chính chúng tôi, là các anh đừng quên mà đánh thức tất cả mọi người là cái cuộc chiến đấu không phải chỉ quản vẹn ra thù mà là cuộc chiến đấu cho dân tộc Việt Nam tương lai sau này. Thưa quý vị, tôi không thể nào mà nghĩ được là đất nước Việt Nam có thể 1.000 năm đô hộ người giàu và là cái gì. Tôi không thể làm tương tự được cái điều đó. Tôi không thể được. Thành ra là còn một ngày nào còn sống, còn làm một việc gì đó dù nhỏ bé đến đâu, tôi vẫn tiếp tục đóng góp cho cái việc đánh thức người Việt Nam. Đánh thức người Việt Nam, đây là một cuộc chiến đấu không phải do hận thù mà thôi, mà do tất cả cho tương lai của Việt Nam. Thưa quý vị, đến đây chúng tôi cũng rất là cảm động. Đã có ba vị diễn giả rất là hiểu biết về cái đề tài quý vị trình bày nói. Quý vị sẽ trình bày và chúng tôi mong rằng trong cái hình thức bữa nay đó, là sau khi quý vị nghe những cái vị diễn giả hôm nay để có một cái khái niệm mới hay là một tin tức mới về Việt Nam, để sau đó chúng ta đến phần hội thảo. Và tôi mong rằng là tất cả quý vị đóng góp phần hội thảo để thế nào mà chúng ta có thể có được một kết luận hay là một cái phương thức nào đó và có thể giúp cho mọi người Việt Nam chúng ta càng ngày càng thức tỉnh, và để rồi chúng ta có một Việt Nam, nước Việt Nam hoàn toàn tự do, dân chủ và độc lập và so sánh với các cường quốc trên thế giới. Cái này tôi xin nhận thức, xin cảm ơn quý vị đã nghe. Xin cảm ơn anh Bùi Đức Quyên là trưởng ban tổ chức buổi thuyết trình của hội thảo ngày hôm nay. Xin kính chào quý vị, chúng tôi là Phạm Gia Đại cùng với anh Vũ Quốc Phong,
sa đà MC của chương trình về thuyết trình ngày hôm nay với đề tài quý vị đã thấy trên băng drone, đó là Việt Nam trong thế giới biến chuyển. Sau đây chúng tôi xin mời quý anh trong ban điều hợp đi lên trên bàn ngồi để bắt đầu nhiệm vụ của mình ngày hôm nay. Trước hết xin mời Lại Quốc Ấn, mời anh Phạm Đình Sang, mời anh Nguyễn Đức Năng. Ba anh ở trong ban điều họp là ba người sẽ điều khiển buổi thuyết trình ngày hôm nay cũng như là buổi hội thảo, đặt câu hỏi sau đó. Và chúng tôi cũng xin chị Quỳnh Hoa chuẩn bị. Sau đây một phút nữa xin mời quý chị lên đây sẽ có một bài hát xen kẽ về văn nghệ, đó là bài Việt Nam quê hương ngàn lễ. Xin mời chị chuẩn bị. Xin quý vị một tràng pháo tay cho ban điều hợp. Xin mời quý anh liên trưởng an tòa và chút nữa chỉ trong mấy phút nữa chúng tôi xin trao micro lại cho quý anh để thực hiện của chương trình ngày hôm nay. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe bài hát Việt Nam quê hương ngàn lễ của Nguyễn Đức Quang. Thưa quý vị, đây chúng tôi xin giới thiệu ban hợp ca và tập thể chiến sĩ Tây Nam. Xin mời quý anh chị lên trên sân khấu và để sẽ trình bày bài hát. Xin quý anh chị đứng ra dàn đằng trước này. Vâng. Với bạn Việt Nam quê hương ngàn lễ, trong khi chờ văn nghệ bắt đầu, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị là hội buổi Trung Văn An Nam Tư Linh của chúng tôi có ban cố vấn gồm có giáo sư Nguyễn Phương Minh. Xin mời giáo sư Nguyễn Phương Minh quý vị và giáo sư Dương Minh Kính. Hôm nay có lẽ là giáo sư không được khỏe lắm cho nên giáo sư Kính cũng được. Vâng. Và đây chúng tôi có giáo sư Dương Ngọc Dung cũng có mặt ngày hôm nay, giáo sư Dương Quốc Sĩ. Xin cảm ơn quý vị giáo sư, cũng như chúng ta có giáo sư Đỗ Anh Tài và dưới kia. Và xin chân thành cảm ơn quý vị giáo sư và đã bỏ thời giờ đến đây để tham dự ủng hộ và tham dự ủng hộ của buổi chương trình ngày hôm nay. Thank you.
Ông tiếp tục học vấn tại Đại học Luật Khoa Sài Gòn
và rời Việt Nam vào ngày 30/4/1975 khi đang phải học bàn cao học công tác. Ông Lê Minh Nguyên đi nạn ở Hoa Kỳ theo học trường Southern Oklahoma University of Maryland và trường California State University ở Long Beach và trường Pembroke University trong các lĩnh vực hành chính công quyền ở bậc cử nhân và quản trị kỹ thuật ở bậc cao học, học viện tổ chức và thay đổi tổ chức ở bậc tiến sĩ. Năm 1970, ông đã tham gia vào phong trào quốc gia cấp tiến và đảng Tân Đại Việt. Tới Hoa Kỳ, ông Lê Minh Nguyên tranh đấu bên cạnh giáo sư Nguyễn Ngọc Huy. Ông đã tham dự các tổ chức chính trị và tinh tân của Hoa Kỳ như James Starr Foundation, Business Executive for National Security. Ông Lê Minh Nguyên là trưởng ban phối hợp mạng lưới nhân quyền Việt Nam nhiệm kỳ 2005-2007. Cuối tháng 5 năm 2007, ông cùng ba nhà tranh đấu khác đã được Tổng thống Hoa Kỳ George Bush mời vào phòng bầu dục tại Tòa Bạch Ốc để thảo luận về nhân quyền và tự do dân chủ cho Việt Nam trước khi đón tiếp Chủ tịch Cộng sản Việt Nam sang Hoa Kỳ vào tháng 6 năm 2007 của Hoa Kỳ. Hiện nay, ông Lê Minh Nguyên đang ở California và tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ Việt Nam. Chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu ông Tiến sĩ Lê Minh Nguyên, cựu học sinh Trung Việt Nam và là thiếu chỉ ngày hôm nay. Xin chân trọng mời ông. Cảm ơn giáo sư Đặng Quốc Ánh và cảm ơn tất cả quý vị thân hào nhân sĩ và tất cả quý vị đã đến tham dự ngày hôm nay. Tôi hân hạnh được ban tổ chức mời để thuyết trình cái đề tài nhân quyền và môi trường Việt Nam khủng hoảng và rối rạc. Tôi có một cái PowerPoint, có lẽ cái vấn đề setup cũng có setup kịp không ạ? Dạ, được ạ. Kính thưa quý vị, thì cái đề tài nhân quyền và môi trường Việt Nam, bởi vì nhân quyền và môi trường Việt Nam là hai yếu tố đang nổi cộm trong cái vấn đề của đất nước chúng ta, và hai vấn đề này đã đi đến đỉnh điểm của cái sự chịu đựng của dân tộc chúng ta. Trước khi đi vào vấn đề, tôi xin phép được để cái giờ để là tôi không có vi phạm về cái. Trước khi đi vào vấn đề thì tôi có muốn kể một chuyện gọi là chuyện hề của cộng sản Việt, của cộng sản nói chung. Thì chúng ta thấy ngày 20 tháng Giêng năm 1210, cộng sản Việt Nam đã kết án ông Trần Bùi Duy Thức là 16 năm tù và 5 năm quản chế. Thì chuyện hề là như thế này, là ông chánh án sau khi kết án xong, ông đi bước ra khỏi phòng và ông cười lên như đi cuồng. Một vị chánh án khác thấy vậy mới hỏi có cái điều gì thú vị, ông cười ông kể cho nghe. Ông chánh án thì ông nói rằng là tôi không thể kể được, bởi vì tôi mới vừa kết án một anh chàng 16 năm tù. Nó là một trò hề khủng khiếp từ xưa tới nay, cho đúng với chế độ của chúng ta. Tức là một cái chế độ mà đi kết án một người tranh đấu ôn hòa 16 năm tù là một trò hề của chế độ. Thì điều đó chúng ta nên qua cái sự kiện đàn áp nhân quyền cũng như vừa rồi chúng ta thấy đàn áp dân quan ở Đồng Tâm, thì nhớ lại một câu nói của Văn Hào Âu Châu là ông Frank Kafka. Ông ta nói rằng cái đảng Cộng sản Việt Nam đã chinh phục được cái đỉnh điểm tuyệt đối quyền lực, đã đi lên tới đỉnh điểm tuyệt đối quyền lực, nhưng dùng cái chính cái điều này để chống lại chính mình
để mà chống lại chính đảng Cộng sản. Dường như để chinh phục đến cái điểm cao và nhọn này, cái đỉnh điểm cao và nhọn này, thì cái đảng Cộng sản phải chấp nhận cái điều kiện là té mình vào nó để cho nó đâm, để chết đi. Tức là cái điều kiện để anh chinh phục được cái đỉnh cao là anh lên tới đó, anh phải té vào cái đỉnh nhọn đó mà anh chết. Đó là cái nhận xét của ông Frank Kafka về đảng Cộng sản. Thì nhân quyền, chúng ta thấy nhân quyền Việt Nam đã bị vi phạm bởi cái đạo luật hình sự của Cộng sản Việt Nam. Trong cái đạo luật hình sự này chúng ta thấy có cái điều 79 là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Họ có thể diễn dịch tất cả những hoạt động của ta là hoạt động nào cũng có thể lật đổ chính quyền. Cái điều 80 tội gián điệp, có thể những cái điều vu vơ họ cũng có thể kết vào tội gián điệp. Điều 87 tội phá hoại chính sách đoàn kết. Chúng ta nói một lời nào mà họ không giữ ý, họ nói là phá hoại chính sách đoàn kết, cũng có thể kết tội. Điều 88 là hai cái cộng số 8 là điều nổi bật, là tội tuyên truyền chống nhà nước. Cái điều 89 là tội phá hoại an ninh. Điều 91 là tội trốn đi nước ngoài và ở lại nước ngoài. Và cái điều mà cũng nổi cộng nhất là điều 258 là lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Và điều 263, 64 là cố ý hay vô ý làm lộ bí mật nhà nước. Đây là những cái điều khoản mơ hồ và muốn diễn dịch như thế nào cũng được, đã được Cộng sản dùng vào cái bộ luật hình sự để mà có thể kết án bất cứ ai. Hai năm qua, khi mà cái vấn đề mà thế giới chỉ trích nặng nề Cộng sản Việt Nam thì họ đang học cách cái điều 88, nhưng mà bây giờ khi mà họ thấy chính quyền của Hoa Kỳ không có quan tâm nhiều, không có quan tâm ưu tiên tới vấn đề nhân quyền, thì họ đem ra họ sử dụng và họ mới bị bắt rất là nhiều người. Thì chúng ta thấy rằng là mới vừa hơn 24 tây tháng 3 thì họ bắt Nguyễn Hữu Đăng, 24 tây tháng 3 thì họ bắt Phan Kim Khánh, 17 tây tháng 3 họ bắt Bùi Hiếu Thọ, 3 tây tháng 3 họ bắt Vũ Quang Thuận, 2 tây tháng 3 họ bắt Nguyễn Văn Điểm, 21 tây tháng Giêng họ bắt Trần Thị Nga, 21 tây tháng Giêng họ bắt Phan Đăng Phong, 19 tây tháng Giêng họ bắt Nguyễn Văn Quay, và 11 tây tháng Giêng họ bắt Nguyễn Văn Quá. Tức là nói chung là trong vòng có chưa đầy 2 tháng họ đã bắt khoảng 10 người. Thì trong đó 3 tháng và cuối năm 2016 họ cũng bắt rất là nhiều người, họ gia tăng đàn áp. 3 tháng cuối năm 2016 họ bắt Nguyễn Minh Dũng ngày 14 tây tháng 12, họ bắt Nguyễn Xuân Long 14 tây tháng 12, bắt Lưu Văn Vịnh 6 tây tháng 11, bắt Nguyễn Văn Đức Độ 6 tây tháng 11, bắt bác sĩ Hồ Hải vào 2 tây tháng 11, bắt Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tức mẹ Nắm vào ngày 10 tây tháng 10, và bắt Nguyễn Văn Tài và cuối tháng 12 năm 2015. Tức là nói chung là họ bắt vào khoảng cuối năm 2016, 3 tháng cuối năm 2016 và 3 tháng đầu năm 2017, họ gia tăng đàn áp bắt bớ rất là nhiều. Trong khi đó thì chúng ta thấy vấn đề liên quan, vấn đề liên quan thì quý vị đã theo dõi thì thấy là vấn đề Đồng Tâm đã xảy ra cách đây một tuần vừa qua. Và tuy là vấn đề giải quyết theo cái hướng có chiều thuận lợi là ông Nguyễn Đức Chung là đã đến Đồng Tâm để mà viết giấy tay hứa hẹn, nhưng mà nhiều người rất là lo lắng những cái sự hứa hẹn đó có thực hiện được hay không. Khi mà những cái hiệp ước quốc tế Cộng sản còn xé được, thì một cái giấy của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội có giữ nổi hay không? Và ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội có đủ cái thẩm quyền so với cái Bộ Chính trị mà để mà ở cái cấp cao hơn ông có thể giữ lời hứa hay không? Là do đó cái vấn đề Đồng Tâm tuy là nó có vẻ hơi thuận lợi, nhưng mà những người nào có kinh nghiệm về Cộng sản đều không tin là Cộng sản thật tâm trong vấn đề Đồng Tâm. Chúng ta thấy trước đây gần 10 năm vấn đề Dương Nội, thì cách đây hay hơn tôi có phỏng vấn con của chị Cấn Thị Thêu về vấn đề Dương Nội và những cái sự tương đồng cũng như là những cái sự khác biệt giữa Dương Nội và Đồng Tâm, thì chúng ta thấy là đều có những cái điểm rất là giống nhau, là cuối cùng
họ cũng đàn áp, họ bắt bụi, họ tháo gỡ cái ngòi nổ tại liền tại chỗ, nhưng mà sau đó họ tìm, họ bắt bụi và họ đàn áp và họ vẫn thực hiện cái vấn đề thu hồi đất. Chúng ta thấy vừa xảy ra là ở Bắc Ninh, ở Lai Châu, ở Phú Quốc và nhiều tỉnh thành khác là vấn đề thu hồi đất đai. Đây là vấn đề của cơ chế, của chế độ, chứ không phải là cái vấn đề của cục bộ của địa phương. Muốn giải quyết vấn đề này thì phải giải quyết vấn đề cơ chế, cũng như giải quyết cái vấn đề quyền sở hữu đất đai. Hiện giờ người dân trong nước không có ai có quyền sở hữu đất đai, mà chỉ có quyền sử dụng đất, và với cái quyền này thì có thể thu hồi bất cứ lúc nào. Thì cái nhận xét về vấn đề nhân quyền thì chúng ta thấy là cái điều 88 là Bộ Tổng thống tuyên truyền đã bị đánh dậy sau 2 năm dưới áp lực của quốc tế, họ cho ngủ yên. Chúng ta thấy đàn áp gia tăng kể từ khi Tổng thống Trump ở Hoa Kỳ đắc cử, tức là vào khoảng tháng 11 đến nay, cái sự đàn áp gia tăng. Bởi vì họ nhìn coi bên phía Hoa Kỳ có đặt vấn đề nhân quyền dân chủ lên cái front burner hay không, gì phía trước hay không. Khi chính quyền ông Trump nói rằng nhân quyền dân chủ không phải là vấn đề ưu tiên, quan trọng nhưng không phải ưu tiên, thì họ lại thừa cơ hội họ ra tay và đàn áp. Chúng ta thấy những nhận xét và điểm là thời ông Obama thì Cộng sản dùng chính người dân mình để làm con tin, để trao đổi. Họ bắt người và họ nhập kho và họ dùng đó để thương thảo với Hoa Kỳ, và sau đó là trao đổi, đã đưa thẳng từ nhà tù đi ra hải ngoại. Nhưng mà giới chính quyền mới thì cái hiện tượng đó không còn nữa, bởi vì Tổng thống Trung cũng không có đặt vấn đề là tôi phải trao đổi với mấy anh về cái chuyện này. Thì chúng ta cũng nhận xét là đã gia tăng đàn áp những người bày tỏ trên các mạng xã hội. Những cái người mà tôi vừa kể trên là những người trẻ, và họ dùng mạng xã hội để họ bày tỏ những cái quan điểm khác biệt của họ ôn hòa, nhưng họ vẫn đã. Và vừa mới cách đây một tuần thì chúng ta thấy họ đặt vấn đề với Facebook và YouTube để mà loại bỏ những cái clip, những cái video hay là những sự bày tỏ của người dân trong nước. Thì chúng ta thấy nhân quyền nó đặt nền tảng ở trên cái tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, rồi hai cái công ước về cái công ước về quyền chính trị, dân sự và chính trị, công ước thứ hai về quyền kinh tế, văn hóa và xã hội. Và vấn đề nhân quyền cũng được ghi vào cái bản hiến pháp 2013 của Cộng sản Việt Nam. Nhưng họ luôn luôn là họ dùng luật pháp để mà ngăn chặn lại những cái quyền đã ghi trong hiến pháp. Họ hiến pháp thay vì hiến pháp cao hơn luật pháp thì họ dùng luật pháp để mà họ coi luật pháp cao hơn hiến pháp để ngăn chặn những cái nhân quyền của người dân. Bây giờ chúng ta nói về vấn đề môi trường. Về vấn đề môi trường, có thể môi trường cũng như là liên quan là những cái tự quyền của chế độ. Môi trường thì chúng ta thấy Formosa đã sa thải đầu tháng 4 năm 2016, thì đầu tháng này thì đã đúng một năm về vấn đề cá chết ở cái bốn tỉnh ở miền Trung. Chúng ta thấy là ô xích ở Lâm Đồng, Tân Rai đã có rất nhiều tiếng nói của trí thức trong nước, cũng như là của những cái ngay cả ông Võ Nguyên Giáp khi còn sống, nhưng mà họ vẫn làm, là bởi vì đó là cái công trình mà ông Nguyễn Phú Trọng cũng nói là không thể để làm mất lòng cái người đàn anh là Trung Quốc, và họ vẫn thực hiện. Và chúng ta thấy bùn đỏ, cái hiện tượng bùn đỏ là một cái sự đe dọa vô cùng. Vấn đề chúng ta thấy nhiệt điện, nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 ở Bình Thuận là gây ô nhiễm trong tháng 3 năm 2015. Vấn đề cái công ty Vinam xả thải ở sông Thị Vải năm 2008. Chúng ta thấy sông Cửu Long bị tấn công, tức là nhiều đồng bằng sông Cửu Long bị tấn công ba mặt cùng một lúc. Thứ nhất là Trung Quốc xây đập ở thượng nguồn. Thứ hai là bầu khí quyển đóng lên và nước biển tăng lên. Và thứ ba là vấn đề lấy mạch nước ngầm ở Phan Giếng lấy nước ngầm. Ba cái mặt nó tấn công làm cho cái đồng bằng sông Cửu Long càng ngày càng sụp xuống biển. Và dự trù là trong khoảng 4 năm nữa, tức là 4 năm thập niên nữa thì đồng bằng sông Cửu Long có thể ngập xuống biển. Đó là một cái đe dọa vô cùng lớn. Trong khi đó thì ở miền Bắc
thì cách đây 2 ngày tôi có phỏng vấn anh Nguyễn Vũ Bình. Ông anh Nguyễn Vũ Bình, anh có nói rằng cái sông Đáy, sông Nhuệ hoàn toàn đã chết. Mấy năm trước thì nó còn xinh tươi đẹp đẽ, nhưng mà bây giờ là nước bùn động mà đen ngòm, đã hoàn toàn chết. Và các con sông khác cũng đã chết. Ở miền Trung thì vấn đề xây đập và xả lũ bừa bãi cũng làm cho cái vấn đề môi trường và cái an toàn của người dân bị đe dọa. Thì vấn đề đó là vấn đề môi trường. Thì tôi vẫn muốn nói tới vấn đề khủng hoảng và lối ra. Đó là những vấn đề khủng hoảng và lối ra. Thì chúng ta thấy là mục đích của sự hiện hữu của con người là để làm gì, và của dân tộc chúng ta là để sống. Mục đích là để sống. Sống thì cần có cái môi trường sống, cần có cái không gian sinh tồn. Và hiện giờ là không gian sinh tồn của Việt Nam thật sự bị đe dọa. Đó là cái điều không thể chối cãi, là không gian sinh tồn của Việt Nam đang bị đe dọa. Từ ở dưới nước, từ ở trên không khí, cũng như là từ trên mặt đất. Và đây là một cái vấn đề mà ngẫu nhiên hay là vấn đề có chủ ý? Thì theo cái nhìn của tôi là vấn đề có chủ ý. Bởi vì chủ ý đây là Trung Quốc là một quốc gia đại cường, nhưng mà vị trí địa chiến lược thất thế. Thất thế là Trung Quốc ở chéo que, ở một vùng ở trong cái bản đồ thế giới. Trung Quốc không thể phát triển về phía Bắc được, không thể phát triển về phía Tây được, không thể phát triển về phía Đông được. Họ chỉ phát triển về phía Nam mà thôi. Và để phát triển về phía Nam thì đường bộ cũng như đường thủy đều phải qua Việt Nam. Mà qua Việt Nam thì hiện giờ cái nhu cầu của họ là làm cho Việt Nam yếu đi, làm một sự di chủng từ từ, tiến tiến chậm, càng chậm. Nhưng mà Việt Nam mạnh là một cái rào cản cho cái sự tiến nam của Trung Quốc. Việt Nam yếu thì mới cái sự tiến nam của Trung Quốc nó mới bằng phẳng. Và trước tiên là làm cho sức khỏe của người dân Việt Nam bị suy nhược. Hiện giờ là một bãi đá, và trong ta tương lai là một con đường mòn. Cái môi trường là cái điều kiện cho sự sống của một sinh vật, và nhân quyền là điều kiện cho sự thăng tiến của sinh vật loài người. Do đó hiện giờ vấn đề môi trường cũng như vấn đề nhân quyền nó là đỉnh điểm của sự khủng hoảng. Thì với cái đỉnh điểm sự khủng hoảng là chúng ta làm thế nào? Bỏ chạy, bỏ nước Việt Nam ra đi, hay là phải ở lại chiến đấu? Và dĩ nhiên cái chọn lựa của người dân trong nước là phải chiến đấu. Cái nhà tương lai học Alvin Toffler nói về cái thời đại thông tin, tức là thời đại mà chúng ta đang bước vào, nói rằng cái kẻ thất học của thời đại thông tin không phải là những người không biết đọc, không biết viết, không phải là những người không biết đọc, không biết viết, mà là những người không thể học, không thể bỏ đi những gì đã học để học lại. Đó là cái sự thất học của cái thời đại thông tin. Và chúng ta thấy cái nhà nhân chủng học nổi tiếng của thế giới là bà Margaret Mead, trong cái hội nghị về giáo dục trẻ em năm 1947, bà nói với khoảng nhiều ngàn nhà giáo đang nghe bà nói rằng chỉ có 2 hạng nhà giáo trong thế giới ngày hôm nay. Có một hạng nhà giáo học lại tất cả mọi thứ mỗi 5 năm, và một hạng thứ hai nói rằng cái đám trẻ ngày nay càng ngày nó càng quá tệ. Thì cái Đảng Cộng sản Việt Nam, qua những cái nhận xét của những người đó, thì Đảng Cộng sản là như thế nào? Đảng Cộng sản Việt Nam không thể học, không thể bỏ đi những điều đã học để học lại. Chúng ta thấy Đảng Cộng sản Việt Nam là hạng lãnh đạo nói rằng nhân dân càng ngày càng quá tệ. Cái Đảng Cộng sản Việt Nam đi ngược lại sự sống đang thản nhiên mở về phía trước của nhân loại và của dân tộc Việt Nam. Cái Đảng Việt Nam như cái con thuyền nan mà nhà đại văn hào Nga Leo Tolstoy diễn tả. Thì nhà đại văn hào Leo Tolstoy diễn tả như thế nào? Nói là dân tộc như một con thuyền lớn và lãnh đạo như con thuyền nan bé nhỏ. Lãnh đạo đang chống cây sào vào trước mũi con thuyền lớn. Khi dân tộc và cả lãnh đạo còn đi cùng một hướng,
thì kẻ lãnh đạo tuyên bố là mình đang lãnh đạo. Và nếu cây sao còn chạm vào con thuyền lớn thì chẳng ai màng hay thắc mắc là đảng đang lãnh đạo. Nhưng nếu mà con thuyền lớn và chiếc thuyền đang từ từ rẽ theo hai cái hướng khác nhau và cây sao không còn chạm vào chiếc thuyền dân tộc nữa, thì những kẻ lãnh đạo, nhưng mà những kẻ lãnh đạo vẫn tuyên bố là mình đang lãnh đạo, thì quả là một điều trơ trẽn, là một trò hề. Đó là tình trạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay với cái dân tộc Việt Nam là con thuyền lớn. Cách mạng là sự nghiệp của toàn dân. Vấn đề của mọi vấn đề, nguyên nhân của mọi nguyên nhân ngày nay là Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì vấn đề đây là để giải quyết Đảng Cộng sản Việt Nam có hai vấn đề là tự diễn biến, tự chuyển hóa từ bên trong và từ bên trên, có giải quyết được hay không, hay là phải là một cuộc cách mạng. Thì xin thưa là tự diễn biến, tự chuyển hóa từ bên trong và từ bên trên, và ông Nguyễn Phú Trọng và Đảng Cộng sản Việt Nam đang lo lắng. Nó có thể thay đổi từ con vi trùng ở ngoài trở thành con vi trùng trong bệnh viện, tức là nó lờ thuốc và nó dữ dằn hơn, chứ không phải là nó bị tiêu diệt. Do đó phải giải quyết bằng một cuộc cách mạng. Mà một cuộc cách mạng thì chúng ta cần phải ba mặt tấn công cùng một lúc. Mặt thứ nhất là sự đứng lên của dân chúng, của quần chúng. Mặt thứ hai là làm sao để cái lực lượng đàn áp nó thờ ơ, nó trung lập, nó đứng ngoài, nó không đàn áp. Và cái mặt thứ ba là làm sao để cho Hoa Kỳ cũng như quốc gia dân chủ trên thế giới nhanh chóng lên tiếng ủng hộ cái sự nổi dậy đó, để tạo cái trớn, cái momentum cho cái cuộc nổi dậy được thành công. Và chúng ta cần một cuộc cách mạng để chúng ta xây dựng một chế độ dân chủ phát triển. Chúng ta phải xây dựng những phần cứng và phần mềm của chế độ. Phần cứng là và phần cứng là những cái định chế như tam quyền phân lập, những định chế của tòa án độc lập. Phần mềm là đường lối, chính sách, chủ trương. Bởi vì đó là những điều kiện cần thiết cho một cái dân tộc mạnh và một cái bộ lọc toàn cầu mà người Việt Nam có điều kiện cần nhưng chưa có điều kiện đủ để trở thành một bộ lọc mạnh, một dân tộc mạnh của trên thế giới. Để kết luận thì tôi xin kết luận như thế này. Tôi có vừa cách đây vài tuần rồi tôi có phải phỏng vấn nhà báo Bùi Tinh và cách đây mấy hôm với phỏng vấn anh Nguyễn Vũ Bình. Nhà báo Bùi Tinh là một người trên 80 tuổi, anh Nguyễn Vũ Bình là một người trẻ. Cả hai người đều nằm trong cái hệ thống Đảng Cộng sản và cả hai người đều cho rằng lòng dân đã chín mùi, đã đến lúc Đảng Cộng sản phải sụp đổ, dân chúng đã có thể đứng lên bất cứ lúc nào, nhưng mà cái thời gian không còn nữa cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì người dân đã thấy rằng không thể để Việt Nam làm bãi rác hay là làm con đường mòn. Và cách mạng là sự nghiệp của toàn dân. Và chế độ hiện giờ là đã quá lỗi thời và đã quá già cỗi. Chủ nghĩa Mác Lê không còn đảng viên nào tin. Sự chia rẽ giữa những nhóm lợi ích đang ở cái biên cương sụp đổ. Và sự cấu kết nhau hiện nay là chỉ vì vấn đề quyền lợi. Mà đoàn kết trên vấn đề quyền lợi trong đảng thì nó tạm thời và nó hay thay đổi. Thì cái sự sụp đổ, sự đứng lên của dân chúng để làm một cuộc cách mạng và sụp đổ của dân chúng, nó sẽ giải quyết được cái ách cộng sản và nó sẽ đưa cái dân tộc chúng ta vượt qua cái sự bất hạnh. Đó là những cái điều chúng tôi muốn trình bày ngày hôm nay. Thì nếu là có lên thì anh cứ đưa lên những cái từ số 1 tới số 4 và xin phép chấm dứt, bởi vì cái giờ của chúng tôi cái giờ đã allocate cho tôi đã đủ rồi, và xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi. Cảm ơn chị Đỗ Chỗ Dùng đi. Chị không thích chị Đỗ Chỗ Dùng. Xin mời quý vị Đỗ Chỗ Dùng chị, tại muốn chụp chị thôi. Xin phép mang về mọi người. Kính thưa quý vị, để mà thay đổi không khí một lần nữa, chúng tôi xin mời
ban điều tra của tập thể Nam chương trình Hoa Kỳ mời các đồng chí tổ chức lên. Vâng, ban điều tra sẽ hát bản Vẫn Còn Đây Các Con Của Mẹ của Nguyễn Ánh. Và thưa quý vị, nhân dịp này một lần nữa chúng tôi xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị giáo sư, các liên trường, các đồng môn của Trung Văn An, tất cả quý vị trưởng thượng, tất cả quý vị quan khách đã có mặt ngày hôm nay, nhất là các hội đoàn của bạn. Quý vị đã thấy các tả áo dài đầy đủ màu sắc và chào cờ cái kỳ bắt mới bắt đầu chương trình. Một lần nữa thay mặt ban tổ chức, chúng tôi chân thành cảm ơn tất cả quý vị hiện diện ngày hôm nay. Và sau đây xin mời quý vị nghe bài hát Vẫn Còn Đây Các Con Của Mẹ của Nguyễn Ánh. Thank you.
quý vị, trước khi sang phần thuyết trình về đề tài thứ hai, chúng tôi xin được nhắc là lát nữa sau phần thuyết trình sẽ có phần hội thảo. Chúng tôi đã mời được ba người cũng có nhiều kiến thức và đã sưu tầm về các môi trường mà lãnh vực và quý vị sẽ hội thảo với lại ba thuyết trình viên. Nhưng mà ngoài ra, các quý vị ở dưới vẫn có quyền hỏi và các thuyết trình viên sẽ trả lời quý vị. Thì bây giờ, nếu ai có muốn có những câu hỏi về đề tài thứ nhất đối với lại ông Lê Bình Nguyên, xin quý vị viết lại một tờ giấy cho tên, số phone nếu có và email. Sở dĩ chúng tôi hỏi email là vì nếu thời gian không cho phép các thuyết trình viên trả lời quý vị, chúng tôi sẽ gửi hết tất cả những câu hỏi quý vị để các thuyết trình viên trả lời, chúng tôi gom lại và sẽ đưa lên trả lời trực tiếp quý vị qua email quý vị cho chúng tôi. Bây giờ cái đề tài thứ nhì, mối đe dọa mới của Cộng sản Trung Hoa đối với Việt Nam. Xin mời ông Trần Huy Bình. Kính thưa quý vị, giáo sư Trần Huy Bình, ông là hiệu học sinh Chu Văn An, ra trường năm 1957. Ông tốt nghiệp cử nhân Việt Hàn tại Đại học Văn khoa Sài Gòn. Ông dạy học nhiều năm tại Việt Nam, nhiệm sở cuối cùng là văn hóa vùng của trường Võ Thị Quốc gia Việt Nam. Trong thời gian đó, ông được cử đi tu nghiệp tại Hoa Kỳ. Ông đã tốt nghiệp tiến sĩ về chính trị và giáo dục, đối chiếu tại University of Texas ở Austin với loại án về Cộng sản Trung Hoa. Làm việc tại UCLA từ 1989 cho đến 2001 và USC 2001 đến 2007. Ông phụ trách các tài liệu về giáo dục Á Châu học và Trung Hoa học. Về hưu, ông tiếp tục nghiên cứu để duy trì và phát triển văn hóa Việt Nam, để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Việt Nam trước sự xâm lăng của Trung Cộng. Ông từng dự hội nghị về Biển Đông tại Manila năm 2015 cùng với nhiều học giả quốc tế và là một diễn giả quen thuộc của nhiều cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Chúng tôi xin giới thiệu giáo sư Trần Huy Bình. Kính thưa quý vị giáo sư của trường Chu Văn An và các trường bạn, kính thưa quý vị quan khách, kính thưa toàn thể quý vị, tôi được hai anh cho ban tổ chức giao cho nhiệm vụ trình bày những đe dọa mới của Cộng sản Trung Hoa đối với Việt Nam. Trước khi trình bày những đe dọa mới, xin được tóm lược trong ít phút những nguy hại cũ vẫn còn từ trước mà hầu hết chúng ta đều đã biết. Số 1, trước hết là cái đập nước ở thượng nguồn sông Mê Công và một số đập ở thượng nguồn sông Hồng và sông Đà, các sông ấy đều bắt nguồn ở Trung Hoa. Riêng trên sông Mê Công đã có 14 chiếc đập bằng thềm trên đất Trung Hoa, tỉnh Vân Nam và 9 đập nữa trên dòng chính của dòng sông trên đất Lào. Nhưng do Trung Hoa xây dựng, cái đập đập trên đất Lào, cái đập đó xây dựng là các nhà thầu Trung Hoa và diễn viên chế tạo được tạo ra được thì cũng hầu hết sẽ đưa vào sử dụng trong đất Trung Hoa. Và dạy thực ra qua đấy, đập của Trung Hoa đặt dưới đất Lào mà thôi. Công ra là 23 chiếc đập thủy điện để tạo điện cho Trung Hoa, nhưng đang ngăn chặn làm giảm lượng nước chảy xuống hạ lưu một cách rất đáng kể, làm hư hỏng xáo trộn hệ thống sinh thái của các miền đất ở hạ lưu, chẳng hạn như thiếu nước, hại được canh tác, giảm số lượng cá. Đoạn cuối của sông Mekong của Nam Việt Nam và bị nước mặn tràn vào, làm hại được trồng trọt tại đồng bằng Nam Việt Nam từ trước vẫn được coi là vựa lúa của cả nước. Sự tai hại của những chiếc đập này đã được ký giả Tây Phương Ron Thornton
anh có hộ. Viết trên tạp chí The Diplomat. Đã từ sau này họ từ sau đó quay lại sau Mỹ. Thế thì cái câu nói ông biết là họ đang giết ở xuống Mỹ cơ. Nguyên văn là đem à đem việc yêu linh từ Mỹ cơ. Nguyên văn của một nhà nghiên cứu cho đến diplomat là những cái đạo đó đang đem à đem việc yêu linh từ Mỹ cơ. Một số vân vân rõ thêm về sự tai hại của những trường hợp này. Chúng ta cũng có thể đọc lại hai cuốn sách của nhà văn bác sĩ Ngô Duy Vinh. Ông có một Thu Văn An năm 19 là cuốn Cửu Long Vạn Rồng Biển Đông Tầng 6 và cuốn Mê Công Dòng Sông Hẹn Mạnh. Điều thứ hai là việc âm mưu chiếm Biển Đông, độc chiếm Biển Đông, đơn phương tuyên bố chủ quyền trên chiếm hơn 80% diện tích Biển Đông, ra ranh giới sát hải dân Việt Nam, xâm phạm vùng độc quyền kinh tế của Việt Nam. Việc họ cưỡng châu Hoàng Sa bằng võ lực quân sự đang ở trên 74, chiếm một trên đảo đá ở Trường Sa đang ở trên 88, rồi bồi đắp cho đến nay đã bổ đắp 7 bãi đá, anh ngầm hay là hòn đảo nhân tạo, trang bị những công viên tối tân, vừa đe dọa an ninh của Việt Nam và của cả Biển Đông, vừa muốn cướp đoạt tài nguyên tại các vùng biển đấy. Vì dầu khí nước đáy biển thải ra trong biển, tôi sẽ xin trở lại thêm về vấn đề này sau, sẽ không có số hình ảnh. Thứ ba là việc khai thác oxy ở trong nguồn trung phần gây tai hại hệ thống sinh thái cũng như gây ô nhiễm cho môi trường, tiếp bối oxy rất độc, bùn đỏ chứa chất độc hại cho tài chạy là để khi oxy đào tạo ra, tiêu chí Andrew đào tạo ra sẽ đắt hơn cái giá trên thị trường thế giới. Bây giờ Việt Nam bị hại về sinh thái, thay vì đất đó để trồng trọt thì được nhiều lợi, thì bây giờ đi xin đất trồng trọt để đào bùn đỏ tạo bùn xịt, thành ra cái bùn xịt khi tạo ra cao giá hơn thị trường thế giới vì kỹ thuật lạc hậu của Trung Hoa chế tạo, thành ra các điều đó hại về tài chính, hại đủ mọi phương diện. Thế thì tại sao cái điều đó bao nhiêu người chống đối, kể cả đại tướng Phan Văn Giáp, kể cả phó chủ tịch nước Võ Thị Bình, bao nhiêu chuyên gia chuyên trong các điều chống đối, nhưng mà về sau tôi lại tìm ra là một tác giả của tạp chí Thanh Niên Thành Thái. Thế đó là ông Nguyễn Dũng, ông muốn làm điều đó, đứng trưởng cũng kinh khủng. Ông ấy chủ quốc muốn có ở nhiều điểm, nhưng họ không muốn khai thác trên đất của họ. Họ muốn có bằng một cái môi trường khác. Hồi đó ông Nguyễn Dũng đang muốn chiều làm Trung Hoa, đang muốn được Trung Hoa công nhận, đã dùng cho nó để chiều cũng Trung Hoa. Đây là nguyên văn là bài viết của ký giả David Fury trên tạp chí tờ báo Financial Times số ngày 6 tháng 5 năm 2009. Có thể coi là mà hành động hy sinh cả một đất nước, hy sinh đất nước để mà làm, để là lấy lòng ông tiên trưởng của mình. Nhưng mà điều thứ tư là dừng án đầu tư ở công ty Formosa để cũng án với nhiều điều mờ ám và một quả tai hại như chúng ta đã biết. Điều thứ năm là thông nhận sự chi phối của Cộng sản Trung Hoa và gồm mấy hành chánh quân sự an ninh của Cộng sản Việt Nam. Chúng ta đã cùng lưu tâm tới lời tố cáo của thiếu tướng Trương Giang Long, phó tổng cục tổng cục chính trị kiêm giám đốc học viện chính trị và công an của Đảng Việt Nam đưa ra ngày 5 tháng 4 vừa qua. Hơn 2 giờ trước ông đã nói câu là Trung Quốc là Trung Cộng không bao giờ từ bỏ dã tâm hôn lý Việt Nam, và ông cho biết là hàng trăm gián điệp của Trung Cộng trong hệ thống chính trị của Việt Nam. Theo ông nói là hàng trăm, nhưng mà ước lượng con số đó có lẽ mặt cười như vậy. Nhưng nguy hại ấy cho thấy sự thông đồng của nhà cầm quyền Cộng sản Trung Hoa. Họ theo đúng binh pháp tôn tử mà họ đã thuộc. Theo tôn tử binh pháp, thiên thứ 6 là trên hư thực, có những câu thế này: địch đang yên ổn, phải làm cho chúng mệt mỏi. Địch đang đủ lương thực, phải làm cho chúng đói khát. Tức là làm cho nó đủ lương thực, làm cho nó tận bệnh, làm cho đuối đuối. Đây là đúng trong binh thư tôn tử, chứ không phải là sự vô tình. Tiêu hao làm mệt mỏi để làm giảm khả năng chiến đấu là quyết định yếu đi trước cái đánh, đúng là kế hoạch kế sách của nhà cầm quyền Cộng sản Trung Hoa. Còn cái việc mua chuộc để do thám hay để gây ảnh hưởng, cái việc gây sinh tử phụ để cả theo đại mình
bộ là người Trung Hoa rất là thành thạo. Tôi xin đọc một đoạn ngắn trong Tôn Tử Binh Pháp thiên thứ 13, họ đã nói rõ nhiều lần rồi. Trong Tôn Tử Binh Pháp thiên thứ 13 đã thường dùng giá điệu, tôi được biết thế này: phàm giấy tinh đi 10 vạn, đi sang ngàn dặm, tinh chung các phí tổn của trong họ, mỗi ngày đến được ngàn làm bà. Nhân dân thì náo động trong ngoài cực khổ, bỏ bê công việc làm ăn, kéo dài nhiều năm để tranh thắng lợi cho một ngày, mà lại không dám ban tước lộc, không dám hưởng trăm đàn già cho giám điệu, để dùng giám điệu. Nếu không biết dùng là hạng người bất nhân, nhưng người không đã làm chủ tướng của mọi người, không thể làm chủ tướng thắng lợi vậy. Cho nên các bậc vua sáng tướng đại sở dĩ dinh binh thắng địch thành công hơn người, đó là nhờ biết dùng giám điệu vậy. Thế và tôi được chia là 5 loại giám điệu, cho mà là gọi là nội giá. Nội giám là lấy quan lại của địch để làm giám điệu. Thì cái sự mà thiếu tướng Trương Tam Đạo tố báo ra cũng là đúng trong Tôn Tử Binh Pháp của những người cầm đầu quân đội Trung Hoa. Ông đã có hàng trăm nhân vật trong hệ thống chính trị của Việt Nam, ông cũng đã nêu tên. Thế nhưng mà tôi cũng nghĩ như là nhiều nhà quan sát rằng cái số lượng là tay sai trên đường Trung Hoa có lẽ còn nhiều hơn thế nữa. Thế rồi một điểm nữa, điểm thứ 6: do lòng tham lợi và cũng do hiểu biết thiếu thiện cận, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam ở trung ương cũng như tại địa phương đã cho các công ty trung cộng với chính quyền trung cộng đứng sau lưng thuê rất là đầu nguồn, thuê nhiều vùng đất ở vị trí chiến lược, thuê mặt biển ở những vị trí quan trọng, nhưng nơi ấy trở thành những tô giới bất khả xâm phạm của trung cộng trên đất nước Việt Nam. Người Việt Nam cũng sống lại lại như kiểu thứ bảy là do thủ đoạn bỏ thầu với các mặt hàng, nhưng khi ký hợp đồng thì đã tăng giá, dùng áp lực và dùng hối lộ để tăng giá lên. Các công ty trung cộng trúng thầu hầu như tất cả những dự án xây dựng quan trọng ở Việt Nam, kể cả những dự án liên quan tới quốc phòng. Đây là chúng tôi tóm sơ những cái vấn đề nguy hại đã có từ trước. Bây giờ tôi xin sang phần thứ hai để trình bày một vài điểm, những vài đe dọa mới. Điểm thứ nhất là thế này: đúng như nhận xét của nhà báo Trần Đấu Huỳnh Quốc Huy ở trong nước, sắp đến hạn nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải trả một số nợ vay của ngoại quốc, tức là trong tháng 7 năm nay, tháng 7 2017 sẽ là giảm 25% và phần tư số nợ vay của ngoại quốc. Trong hiện nay cái tình trạng kinh tế cạnh tranh đang rất thua kém, bây giờ không đủ tiền trả theo bộ máy hành chính an ninh quá nặng nề. Theo thống kê của giáo sư Phan Thầy ở thì Việt Nam có 15 người dân đã có mặt công an để kiểm soát dân. 15 người dân có mặt công an, dân Việt Nam 90 triệu, số lượng công an được dùng đàn áp của các nhân dân là 6 triệu. Riêng cái con số những người được sử dụng, được trả lương để đàn áp anh hùng nhân dân là 6 triệu người. Bây giờ cái sự trả lương cho số người đó cũng là mệt mỏi mệt mỏi rồi. Bây giờ công dân đã có mất nợ 25% đến hạn tháng 10 năm nay, họ không chắc có đủ khả năng trả. Để khỏi được lâm nguy, họ phải cầu cơ quan thầy là cộng sản Trung Hoa. Trung Hoa bây giờ dù sao cũng còn khá nhiều tiền, bây giờ xuất huyết, bây giờ tiền chạy ra ngoài nhiều, bây giờ còn nhiều tiền. Trung cộng sẽ cho vay, chắc chắn là vay, nhưng không phải là vô điều kiện. Họ không có tốt cho cộng sản Việt Nam tiến độ đó. Họ tiền lại siết cổ thêm, bắt để chịu thêm một số ràng buộc nữa. Có thể như thể rộng rãi hơn cho du khách khi sang nhân tàu khi sang Việt Nam, và các cái điều kiện du khách tàu sang Việt Nam có nhiều quyền lợi hơn. Hiện nay người Trung Hoa sang Việt Nam không cần visa thì chúng ta đã biết rồi, chúng ta ở đây về Việt Nam để xin visa, nhưng người Việt Nam thì đi tại Canada để phát ở các nơi, nhưng người Trung Hoa sang Việt Nam bất cứ lúc nào không cần được visa. Và con số của Trung Hoa Việt Nam với các lần đây tăng rất nhiều, nhiều quý vị đã biết. Tức là sẽ là cái quyền là người Trung Hoa có quyền dùng tiền Trung Hoa tiêu Việt Nam thay cho tiền Việt Nam. Và bây giờ đang đề nghị là để dạy tiếng Hoa từ tiểu học, tiếng Hoa dạy từ tiểu học. Ngày xưa ở miền Nam, Việt Nam chúng ta cũng dạy ngoại ngữ, chúng ta dạy từ trung học trở lên mới dạy một ngoại ngữ. Thế là về sau đến cấp thì ngoại ngữ thứ hai ngoại ngữ mà dạy từ trung học. Nhưng mà họ đang đề nghị có thể dạy tiếng Hoa từ tiểu học và phải mướn các giảng viên là người đọc. Tức là không phải người Việt Nam dạy Trung Hoa, phải là người Trung Hoa dạy, người Trung Quốc dạy đúng giọng phát âm Trung Hoa. Có thể đảm nhiệm được như vậy, người Hoa dạy. Và phải nhân cố gắng đầu cho một số cơ chế của bộ máy chủ quyền.
và cho anh thêm tiền bây giờ để kiểm soát tiền đúng mức, phải có cố vấn nào của Trung Hoa, thì khi của Trung Hoa cho những người cũng là phải nói tiền sắp tới có thể là đàn của những điều kiện khắc khổ và Việt Nam sẽ xa rời thêm, sẽ bị an hóa thêm nữa. Điều thứ hai là có nhiều dấu hiệu cho thấy rằng chuyện Biển Đông, hay cụ thể hơn những đảo nhân tạo Trung Cộng đã cướp và đang xây dựng trên Biển Đông trong khu vực quần đảo Trường Sa không được đề cập đến trong cuộc gặp gỡ vừa qua giữa Chủ tịch Cộng sản Trung Hoa Tập Cận Bình và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Mar-a-Lago ngày 7 tháng 4 vừa qua. Chúng ta cũng biết là ông Bộ trưởng Ngoại giao của nước Mỹ khi vừa được Quốc hội phỏng vấn, ông nghĩ sao về những hoạt động của Trung Hoa trên Biển Đông? Thế ông trả lời là những cái đảo không được phép hợp pháp, đảo bất hợp pháp thì bỏ, không được phép sử dụng. Thế nhưng mà khi Tổng thống Hoa Kỳ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình thì có nhiều dấu hiệu là không hề đưa chuyện đó ra. Biển Đông không được đề cập đến trong các bản thông tin công khai phát đi từ phía Mỹ cũng như về phía Trung Quốc. Tôi đồng với ông giáo sư Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới ở trong nước, đây là tiến sĩ, ông từng là trưởng ban biên giới ở trong nước Việt Nam. Ông nêu nhận xét thế này: Bắc Kinh vừa hiểu rằng chỉ cần được thăm Donald Trump và im lặng, có nghĩa là Mỹ nhắm mắt làm ngơ cho Bắc Kinh tiếp tục củng cố thế lực ở Biển Đông. Tôi xin đưa thêm một vài nhận xét phân tích của một số chuyên viên quốc tế, có lẽ nhờ anh Nguyên, anh Nguyên gọi là Trần Công Trục. Từ đầu, từ đầu nhé, anh chiếu đằng sau đầu từ đầu. Đây là các nhận xét của Tham Phòng, là một cơ quan nghiên cứu chiến lược của nước Mỹ. Cơ quan chiến lược sau khi hội nghị đó, một tuần sau, họ mới làm việc. Họ biết rằng là những cái thảo luận làm sao để mà giải quyết cái vấn đề Bắc Triều Tiên, vấn đề đang muốn quân tử hóa, đã và là thống chi tất cả các thảo luận giữa ông Trump và ông Tổng thống. Tất cả thảo luận giữa Trung Hoa, chưa chưa tới, chưa tới. Những cái thảo luận đó, nó đã, và như là ưu thế đã đè lên trên những cái thảo luận về vấn đề hoạt động trên biển của người Trung Hoa. Thế họ viết ngày 14 tháng 4 anh đã thấy rồi. Thế câu sau thì đây là cái báo cáo của một cơ quan nghiên cứu hoạt động về vấn đề nước, trong đó là ông Trump có Tập Bình thì nói chuyện với nhau là thân mật đó, nhưng mà không có một cái thỏa thuận nào có căn bản cả, nghĩa là có cái nội dung cả, tức là hai cái thì một số chuyên gia nói là không có cái nào, còn rất ít người dùng tiếng Trung nói là rất nhiều phần là ông Trump không hề đề cập gì đến cái chuyện hoạt động của ông trên Biển Đông, đảo của ông như vậy là bất hợp lệ. Thế là sau đó, sau hội nghị về, Tập Cận Bình về đến Trung Hoa thì phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Hoa tuyên bố là không hề có đảo nhân đạo, đảo của Trung Quốc hiện đó không phải đảo nhân đạo, nên đó có đảo thật đảo đó từ lâu rồi, mà nước Mỹ không phản đối, nước Mỹ không thể nói gì. Trước khi nước Mỹ đã đảo nhân đạo, có đảo pháp không thể được, ông mà chúng ta không có đảo nhân đạo. Bộ Ngoại giao Mỹ không trả lời gì, tức là Mỹ yên lặng chưa cái điều đó, hay là vấn đề tiếp theo. Thế giờ đến khi mà Mỹ bỏ bom ở Syria, thì có nhiều người cho là ông Trump tỏ ra anh hùng bỏ bom trước mặt Tập Cận Bình là cái nước liên kết với Trung Hoa. Nhưng mà với người Trung Hoa, Syria không quan trọng, Biển Đông mới là quan trọng. Nước Mỹ mà xa lầy ở phía Syria, bắt được Syria thì sẽ không có thời gian để tâm Biển Đông nữa. Thật ra câu này tức là bản tắc là biết là foreign policy của nước Mỹ mà nói là Bắc Kinh họ quá sung sướng thì thấy ông Mỹ ông bận tâm vào phía Trung Đông. Thành ra các vụ đó Mỹ sẽ là thắng, nhưng giờ ra là Tập Cận mừng và cười. Ai nhưng mà chuyện chết rồi. Làm tôi nói qua một chút, bây giờ đến trận
Thưa, có lẽ chúng ta để thêm chút thời giờ về vấn đề Biển Đông. Trước kia chúng ta cũng biết rằng Việt Nam hãnh diện là cái bao la nhìn ra Biển Đông, bao la là Thái Bình Dương. Thì với đất nước thế này, là nhìn ra Biển Đông trước mặt. Đấy là con đường chúng ta đi sang bên Nhật, con đường sang Philippines, con đường sang Nam Dương và con đường qua Paraguay sang đi khắp thế giới. Biển Đông là một cái hãnh diện của Việt Nam, vị trí chiến lược quan trọng, bao la nhìn ra Thái Bình Dương. Như bây giờ đã thay đổi rồi, tình kia đó. Thì chúng ta cũng biết con đường chín đoạn nó đi sát Hải Phòng Việt Nam. Và bây giờ chúng ta chỉ còn có thế này thôi. Tức là theo nguyên tắc của luật quốc tế, chúng ta phải có những quyền, có cái nhìn nền cùng đặc quyền kinh tế 250 hải lý đi ra nước ngoài, chứ có thể xâm phạm cái vùng của chúng ta. Tuyên bố đó là của Trung Quốc, anh chuyển tiếp rồi. Chúng ta cũng biết đây là Hoàng Sa và đây là Trường Sa. Và bây giờ họ cướp Hoàng Sa, họ chấn giữ cả Hoàng Sa từ thế 74. Khi dân Hoàng Sa lại chấn con đường đi tàu Bắc Việt, mất bao Bắc Việt Hải Phòng rồi đi qua đây. Ở đây thì họ kiểm soát con đường đi mà, con đường Hải Phòng đi ra, kiểm soát cầu Hà Nội Bắc Việt. Họ chiếm Trường Sa thì đúng là họ kiểm soát con đường để mà thông tin của thế giới đi từ E về Panaka đi sang, đi ra Đài Loan, sang Nam Hàn, sang Nhật. Thì chuyển tiếp họ. Và trong hiện nay thì trên quần đảo Trường Sa họ đã làm đảo nhân tạo ở 7 chỗ tại 7 địa điểm sau đây. Và họ nói là không có đảo nhân tạo, nhưng kỳ thực ra đây là tình trạng của đáy, tương phản đáy chữ thập. Thế giới thì đây là tên thế giới năm 1999. Họ cướp ở Việt Nam năm 1988, nhưng 11 năm sau tức 1999 nó mới chỉ có thế này thôi. Đây là nước và đây là cái nền đá. Cái đá gọi là đá là gì? Khi nước thủy chiều xuống thì nó lộn ra. Khi thủy chiều lên thì nó bị ngập hết. Không phải là đảo. Khi họ cướp được thì họ đổ xi măng hay là họ hút cát đầy thêm để làm cao thêm. Nhưng mà chỉ là cái nền, hai tầng nền. Thì theo đây thì dùng cái dàn này để mà giữ cái nền này. Thế và làm nhà bên trên cũng phải qua cái nền này. Tình trạng năm 99 thì có như vậy thôi. Đơn sơ, lúc nó chưa nguy hiểm. Nhưng mà anh kể tiếp rồi. Đây là tình trạng năm 2016. Thì bây giờ cái đạo đó, bây giờ nó hóa như thế này. Và cái phi đạo này đó, nó dài 3.200 thước. Tức là dài hơn 3 cây số. Hơn 3 cây số mà đây không được. Và đạo bây giờ là dài khoảng 3 cây số rưỡi. Bây giờ bao nhiêu căn nước quân sự ở trên này. Thì đấy là cái tình trạng. Ngày xưa thì đã ngầm chìm dưới nước. Bây giờ chế tạo ra thế này. Trong tay họ, để bỏ phí được thất ở đâu. Mà nói là không là đạo nhân tạo. Thế giới chưa ai đến chính là anh chuyển tiếp họ. Thế mà cũng cho cái đảo thức thập đó, họ đã là Vĩnh Thử Kiêu. Vĩnh Thử Kiêu tên học đặt cho cái đảo thức thập cũ. Thế nên quân đội của họ sự yên nhất đây chúng ta cần một chung đội đang thao diện bảo vệ phòng giữ. Thế chuyển tiếp họ. Là họ mới tổ chức một cái đoàn để du lịch người Trung Hoa từ Hoa Lục đi ra. Thế mà những cái lời ở đây là nhiệt liệt chúc hạ Vĩnh Thử Kiêu là tên của họ. Và cuối cùng cái này là viên mãn thành công, tức là chỉ là chúc mừng cái sự kiến tạo xong thì cái đảo của họ thành công một cái viên mãn. Thì dân chúng hãy diện đất nước của chúng ta mở rộng là tới đây rồi, và đây là chính đất của Việt Nam trước kia chúng ta bị xâm hại hay là mình chưa tiêu hồ. Rồi đây cái đảo cái gì đảo Bạc Ma, đảo Bạc Ma cung cấp năm 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 tám năm tám mươi tám và 76 chiến sĩ hải quân của Việt Nam hiện nay. Triều Hoàng sau một buổi lễ cộng hòa sở chủ nghĩa Việt Nam bị chết ở đây. Thế thì bây giờ ông thành ra căn cứ rất là xuống phòng không mời căn cứ quân sự. Thế thì đấy là hai đảo trong số bảy cái nhân đảo nhân tạo của họ. Nhân đảo kia cũng tương tự như vậy, không giống như là đảo chữ thập, giống như đảo Bạc Ma. Anh chuyển tiếp họ. Thế là cái bản đồ mới của Trung Hoa. Các bản đồ Trung Hoa trước kia là cái hình chữ nhật trên Trường Hoa, là vì Trung Hoa chỉ có thế này thôi. Hải Nam rồi. Như bây giờ bản đồ mới của Trung Hoa chính thức cho các trường học là bây giờ cái này. Bản đồ chính thức của Trung Hoa hiện nay thì là Trung Hoa Nhân dân Cộng hòa Quốc toàn bộ, toàn cái lãnh thổ của Trung Hoa Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa bản đồ trên nét, trên các sách. Thế và cũng là Trung Hoa từ đây, từ Việt Nam chúng ta ở đâu? Việt Nam chúng ta ở đây. Phía Bắc Trung Hoa trên đầu, phía Đông hoàn toàn là của Trung Hoa, về phía giữa, phía Tây Lào và Campuchia thì bị Trung Hoa mua chuộc
Trung Quốc có thù hẳn Việt Nam phải làm đến những ngôi chùa và cũng sẽ rằng là tay chân của Trung Hoa ở đây, Việt Nam bị Trung Hoa đè trên, Trung Hoa ở đây, Trung Hoa ở đây, Việt Nam bị vây tứ phía, tức là tứ phía họ đè, tức là tình trạng của đất nước Việt Nam thì sẽ thiếu mở rộng. Thế nhưng mà sơ ra lịch sử có như vậy không? Thì tất cả những người nào, anh Uyên đã có một bài viết cũng khá đầy đủ công phu ở trên tạp Sang Xuân năm nay, tức là trình bày về cái lai lịch của Hoàng Sa Trường Sa. Chúng ta cũng biết là trong tất cả các bản đồ thế giới do người Anh, người Pháp, người Hà Lan, người Đồ Bài Nha, người Ý họ viết từ thế kỷ 17, 18 thì biên giới Trung Hoa cực Nam chỉ tới đảo Hải Nam mà thôi. Các bản đồ của Trung Hoa từ đời nhà Thanh trở về trước thì ghi là biên giới cực Nam Trung Hoa là đảo Quỳnh Châu trên Hải Nam, không có bản đồ mà nói gì hết, tên gọi là Tây Gia Nam Sa bên dưới cả. Nhưng bản đồ của thế giới và đồ này Nam bằng 821 thì họ cũng nói rõ rằng là đây là cái bản đồ của bờ biển miền Trung Việt Nam từ Quảng Ngãi cho tới Bình Định. Thế thì họ đi qua ra sao làm sao, nhưng mà họ ghi là Pati de la Cochinchin, một phần của xứ Cochinchin, một phần của xứ Nam Hà, họ lại bàn Hoàng Sa là một phần của Nam Hà. Đây là địa dư người về tỉnh đi viết bằng tiếng Pháp và họ ghi Ampi Đà Nam, họ đang ở đế quốc An Nam, thì trong cái quốc đó là đế quốc đó có quả đảo Trường Sa này. Với mắt của thế giới từ thế kỷ 17, 18, 19, thế đều như Hoàng Sa là của Việt Nam, anh chuyển hộ của thế giới. Thông tin đó là trên bản đồ của Hoàng Sa người Đức cũng trong thế kỷ thứ 18, ông cũng ghi ở đây, ông biết rõ là Hoàng Sa đảo gì, là Tri Lân, là đảo Tri Tôn đây, hay là những đảo khác, Linh Cân, người ta lại là Lân đảo, ông đó. Thì tất cả các đảo này họ đã ghi ra vị trí từng đảo đúng một và họ ghi là gì, họ ghi rằng là Paracel Du Hàn Paracel Tu Du, tức là Tu thuộc về nó là thuộc về Hàn. Người Đức họ đã biết rõ Paracel là đảo của Việt Nam, nên vì họ biết rằng chúng ta theo sử của chúng ta là ông Chu Nguyễn đã khai thác từ trước thời Minh Bạch thì ông lấy cái đồn chép rất rõ. Đến thời nhà Nguyễn Vua Gia Long cho người ta đã cắm cờ, Vua Minh Mạng cho người ta đã trồng cây, cho người ta đã làm chùa, đó là. Thế thì chúng ta có chủ quyền từ đời Trung Nguyễn qua đời các Vua Gia Long Minh Mạng nhìn về từ trước. Thế thì nhưng mà không có ai nói là của Trung Hoa hết. Bên này nó hơi hoạt động một chút. Một rất nhiều, những bản đồ được phủ nhận quyền của Trung Hoa trong bản thân trưởng ra thì rất nhiều. Tôi xin đưa một ví dụ bản đồ ít người nhắc tới từ trước là bản đồ này. Tác giả cái bản đồ này là ông Nguyễn Nguyên là bạn của ông Lâm Khắc Tử. Ai đọc sử thế giới Lâm Khắc Tử là ông tổng đốc Trung Hoa, tổng đốc nước của ở đời nhà Thanh. Ông là người mà đã cho đổ thuốc phiện của người Anh xuống cái biển, ông đốt đi và về sau tới cái nhà bên chiến tranh. Thế từ từ đó là Trung Hoa có thể hiểu đất nước quốc. Thì Lâm Khắc Tử là người đã từng mua nhiều sách bản đồ của Tây phương cho ủy ban nghiên cứu. Thế bảo kêu rằng bất chức sau khi thua nhằm tiêu chảy, ông bất chức. Thế ông mới bèn giao ra sách đó cho người bạn thân là Nguyễn Minh làm học về hạ chuyên tâm dân tạo. Nguyễn Minh viết một cuốn sách về địa dư thế giới. Về địa dư thế giới đó viết cả địa dư nước Mỹ, cái bản đồ nước Mỹ, nước Anh, nước Pháp, nước Nga. Nhưng mà các bản đồ Biển Đông cũng vẫn thế này. Ông về phía trên, thì đây, phía trên là đồng địa Trung Hoa. Cái này là Việt Nam Đông Bộ. Với đồng Đông Bộ mới là miền Bắc, là đông canh của chúng ta, miền Bắc cho tới Bắc Trung Phần. Việt Nam Tây Bộ là chỉ cái từ Huế phải vào tới miền Nam. Đây là ông ta vẽ Campos với lại Siêm. Thế và đây là ông ta vẽ Đại Tân Hòa Lan, tên là Nam Dương. Mà do một quần đảo trên biển Thứ Liên Phi, đây là ông ta lưu cầu, trên kia là Trần Bản. Thế cái biển Đông vẽ này, thế thì họ vẽ Hoàng Sa Trường Sa thế nào. Nhân cái điểm trông trông ở đây, ông thầy là Vạn Lý Trường Sa. Thế nhưng Vạn Lý Trường Sa là hầu đó họ có nói đấy là Hoàng Sa đó, là Tây Sa bây giờ đó. Còn đây là Thiên Lý Thạch Đường, hàng ngàn rộng những cái đá, những cái ao đang ngầm để về. Trường Sa nó là cái đảo san hô. Thế thì họ có biết gì điều đó không? Họ vẽ và rúa chấm hệt như nhau trong các ô hình chữ nhật. Bên này cũng vậy. Chúng ta họ chẳng biết gì cả về những điều đó. Họ chỉ biết đây là một chút hòn đá nguy hiểm. Và nó nguy hiểm mà thôi. Tức là hiểu biết của họ hồi đó, họ không biết chi tiết gì hết về Trường Sa và Hoàng Sa. Họ chỉ biết là chuỗi những đảo đá nguy hiểm, tên là nguy hiểm. Trong khi Việt Nam đã lấy bản đồ
đã ra, đã làm, đã là chùa, đã trồng cây được rồi. Mà thế giới này đã đúng cái hình dạng và đạo lớn đạo nhỏ, vị trí nào cũng rồi. Tức là cho tới năm 1352, đời của Tụng Đức, tức là chỉ có 6 năm trước từ Phan Đại Đà Nẵng. Phan Đại Đà Nẵng năm 1358, 6 năm trước, nhưng chúng ta cũng chưa biết gì hết về Hoàng Đại Trưởng ta. Chỉ là một cái lơ cơ mơ, rằng đó là như hoàn hảo nguyên liệu rồi. Chúng ta bảo là của họ từ cơ khổ. Thế thì cái tâm linh thế nào, hay là một chuyển tiếp ạ? Thế cái nguy hiểm là thế nào? Thưa, cái nguy hiểm là với người Trung Hoa thì cả hôm nay của họ lắm. Cho nên đây là cái Trung Hoa quốc sĩ địa đồ, Trung Hoa quốc sĩ địa đồ mà ra 27. Thế thì bảo vệ thế này, vui là nước chúng ta bị bọn cửa quốc Tây Phương nó bắt nạt. Trước kia chúng ta lớn lắm, nhưng mà người Pháp đã cướp xứ An Nam của chúng ta, người Anh đã cướp xứ Thiết Địa của chúng ta, bây giờ người Nhật đã cướp Đà Nẵng của chúng ta. Thành ra bây giờ là chủ hồi phục, tức là đôi hai là có cả các vùng này là có hết, cả nước An Nam tức là có quốc mỹ là có hết, cái biển này có họ là đương nhiên thôi. Thế nên hiểu của họ là tất cả là của họ, bây giờ Trung Quốc nó hoặc là hồi phục là bao nhiêu điều đó. An Nam quốc của chúng ta thì chẳng là lên được vững bình dâm xuống là chống được thiên triều, thành ra ta tự chịu thì bây giờ Trung Quốc vẫn muốn lấy lại lúc nào. Thưa bà hoàn cảnh, cái công nghiệp này có chống đâu, thì đương nhiên của Trung Quốc. Dù là chính do Việt Nam đưa ra mạnh thêm mấy năm văn bản là của họ. Anh chuyển vào bản đồ tiếp. Cái bản đồ sau của 1958, gặp ra thêm cái đường chiến mạng rồi. Cũng thế cả các vùng này, kể cả An Nam trong này, kể cả miếng điện trong này là của vốn của chúng ta. Nhưng mà có thêm một chiến đoạn này nữa, thật sự là của họ từ trước. Thì đó là tâm trạng người Trung Hoa. Hôm nay cái tâm trạng báo quyền. Sau kinh thi Trung Hoa thì thế này. Phổ thiên chi hạ, mạc vương chi thổ, xuất thổ chi tân, mạc phi vương thần. Tức là khắp dòng trời này, đâu là cũng là đất của nhà vua ấy. Nhà vua này của Trung Hoa đấy, cái đời Trung Hoa. Và từ đất mà ra xuất thổ thiên, mạc phi vương thần. Không ai không được thành tựu của thiên tử đấy, của cô Trung Hoa ấy. Mọi người sinh ra Trung Quốc ở giữa, đông là Đông Di, tây là Tây Nhung, Nam Hàn, Bắc Định, Nam Hàn thì đều là thần tượng Trung Hoa hết. Nó chỉ ở xa, không được giáo hóa, thì đâu là người Trung Quốc để đánh rõ chúng ta đang tiến bộ ra rồi. Thì tâm trạng đế quốc đó đã đúng vào thời trước, khi ở nông thôn chỉ có Trung Hoa, chúng ta chỉ có Tây Phương, thì thế giới thay đổi được rồi. Họ mang cái tâm trạng là tất cả vùng đó là của Trung Quốc. Cái này là tôi xin, có cái nhận xét này này để trưởng thay với lời kết luận ạ. Đất nước Việt Nam của chúng ta đang ở giữa một giai đoạn vô cùng nguy hiểm, phải đối phó với đế quốc đầy tham vọng và nham hiểm với ưu thế về kinh tế và quân sự. Tôi được một lý với giáo sư Đỗ Quý Toàn trong quyển Đứng Vững Ngàn Năm. Chúng ta đã đứng vững ngàn năm, trải qua bao thời gian cung hoa đồ gần họ như vậy, nhưng nó không có đồng hóa. Đời nhà Trần mưu cổ năm nào, chính phủ Pháp thế giới phải thua ở Việt Nam. Quân Minh nó chỉ về Nam vừa năm rồi, nhưng mà với đại quân nhỏ từ Nam Sơn muốn tranh lời lời thắng buộc quân ra khỏi lãnh thổ. Nhà mắt thanh khai như Trung Hoa, nhưng mình thua ở Việt Nam với tài quân sự của Quang Trung. Thế thì, nhưng mà vẫn giữ được nước, bảo vệ được nước. Kinh nghiệm là nhà Trần cho thấy, kinh nghiệm là nhà Lê cho thấy, là trên dưới và lòng phụ tử dâu hòa nước lá hào quân muốn bảo vệ đất nước chống được cửa quốc Trung Hoa cần một chính phủ được lập lên. Cái chính phủ là chính phủ được lập lên về coi dân đợi một để thật là chẳng như là hoa như chuyên hồng còn không thể nào mà chính thể là coi dân là kẻ thù, mà chính thể nào mà cứ 15 người dân đã có một người để chung nó kiểm soát nhân dân, chỉ lo dân chung đối mình thôi, chỉ lo dân là đổ không thôi, là bảo vệ quyền lợi của mình hơn của đất nước. Mà chính thể như thế khó lòng bảo vệ một đất nước đối với ngoại dân. Cho nên tôi thành thật nghĩ là nếu vì tình trạng Việt Nam cứ tiếp tục như thế nào, không có điều gì thay đổi quan trọng, thì Việt Nam cũng giống như là con mà con hươu rất là con trăn quấn chặt rồi và chỉ chờ lúc nuốt thôi. Khi con trăn nó bắt được con hươu, nó không ăn ngay, nó quấn chặt cái con hươu, nó quấn cho xương gãy ra rồi đó, không có sự chống đối. Rồi nó nhìn mặt nó phà hơi độc vào, nó mê muội đi. Cái con trăn quấn hươu nó mê muội rồi, từ cái cuộc ruột bây giờ nó mới nuốt. Việt Nam bây giờ có lẽ gần như là con hươu bị con trăn quấn chặt và nó phà hơi độc vào. Bây giờ dân chúng nước biết sự biết hơn từ Trung Hoa, nếu không thức tỉnh thì tình trạng nó nuốt không còn xa. Cho nên nhưng mà câu hỏi đó diệt
trong mất hay không? Dân Việt Nam có bị đồng hóa hay không? Chúng ta có thể giữ được lòng hay không? Câu đó có lẽ chỉ có toàn thể dân Việt Nam mới trả lời được. Tôi sợ tôi không đủ khả năng trả lời. Nhưng mà linh cảm của tôi là đất nước Việt Nam căn cứ vào sự thức tỉnh của toàn dân bây giờ trong nước có thể hiểu rõ, căn cứ đồng tâm và đồng tâm và bây giờ chứ còn nhân nhượng, căn cứ vào sự quan tâm của chúng ta đất nước, dân linh cảm rằng đất nước Việt Nam sẽ không được tiêu diệt, dân Việt Nam sẽ không được đồng hóa. Nhưng các người bạn tôi nắm vững vấn đề của tôi chỉ về quý vị, tôi nghĩ là giáo sư Đỗ Quý Toàn, tôi nhà với Ngô Nhân Dũng, tôi xin nhường trình bày đó cho Ngô Nhân Dũng. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn giáo sư Trưởng Quý Bích và kính thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi xin giới thiệu quý vị ban đầu ca tập thể chiến sĩ vùng Tây Nam Hoa Kỳ. Xin mời quý chị lên sân khấu một lần nữa và ban đầu ca sẽ trình bày bài hát Ngày Quật Khởi của Nguyễn Ánh. Xin quý vị chào đón ban đầu ca tập thể Tây Nam chiến sĩ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ông Nguyễn Việt Hà như là được ban tổ chức cũng đã nói đến cái tình trạng gọi là thế giới đang biến chuyển. Đó là cái điều mà ban tổ chức muốn nhấn mạnh tới. Những cái điều mà ban tổ chức nhắc nhở chúng ta ngay từ đầu là những cái tình trạng xung đột ở khắp thế giới cũng như là những cái tình trạng xảy ra ở ngay nước Mỹ này cho thấy rằng cả thế giới hiện nay đang thay đổi. Chúng ta nếu mà nhìn những cái biến cố theo tin tức hàng ngày thì cũng biết là nó thay đổi mạnh. Như hôm nay ở bên Pháp người ta bầu tổng thống, và ngày hôm qua thì người ta còn sợ rằng hai ứng cử viên sẽ dẫn đầu là bà Marine Le Pen với ông William Sơn, một người là cực hữu, một người là cực tả, và cả hai đều muốn giúp nước Pháp qua khỏi NATO, cái liên minh bắc đại tây dương, cũng như là rút nước Pháp ra khỏi khối Âu Châu. Cho đến trưa hôm nay thì có một tin mừng là hai người dẫn đầu là bà Le Pen và cái người thứ hai là ông Macron, chứ không phải là ông William Sơn. Thì ít nhất bà Le Pen là thực hiện cũng như bà ông Macron là một người có thể nói là trung dung, hơi nhân đạo một chút, nhưng mà không có loại nước Pháp rút ra khỏi NATO. Nếu mà một tổng thống Pháp và làm trưng cầu dân ý để nước Pháp rút ra khỏi Âu Châu, Liên hiệp Âu Châu và rút ra khỏi NATO thì cái đó sẽ là cái biến quyền thay đổi tất cả thế giới. Và cái chuyện đó là người ta đã lo hoa từ lâu rồi. Khi tổng thống Trump bắt cử thì người ta vẫn còn lo rằng ông sẽ giữ những cái lời ông nói trong khi tranh cử là rút ra khỏi NATO, hoặc là ít nhất không có coi NATO là trọng này. Ông bảo là NATO là cái gì, obsolete, cũ quá rồi. Rồi cũng như ông tuyên bố là sẽ có thể gây ra chiến tranh mới. Thì cái sự biến chuyển đó chúng ta thấy ở trong tin tức chính trị ở Mỹ, ở Pháp, nó là một cái hiện tượng mà chúng ta thấy bên ngoài. Cái gì ở đằng sau cái hiện tượng đó, cái gì đã gây ra cái tình trạng là nước Anh rút ra khỏi Âu Châu, nước Pháp cũng lo, còn nước Mỹ có lúc nghĩ rằng không cần đến NATO nữa và sẽ thực hiện với Nga. Đấy là cái hiện tượng chúng ta thấy bên ngoài. Nhưng mà đằng sau cái hiện tượng đó là một cái phong trào của chính người dân ở khắp những cái nước mà chúng tôi vừa nêu tên, ở Pháp, ở Anh, ở Mỹ, có sự thay đổi ở trong dân chúng ở nước họ. Như cái cuộc bầu cử ở Mỹ năm ngoái cho chúng ta thấy, có một số những cái cử tri người Mỹ họ đã bị cả hai đảng chính trị bỏ quên, và họ nghe ông Trump là cái người chống tất cả cái gọi là establishment, là những cái nhà trí thức rồi lãnh đạo về chính trị lâu nay ở nước Mỹ. Ông Trump và ông chống hết, và ông bảo ông sẽ lo cho những cái người bị bỏ quên đó. Và đến Anh, những cái người mà bỏ phiếu ủng hộ rút Anh ra khỏi Âu Châu cũng là những cái người nữa, họ bị bỏ quên, và bên Pháp cũng vậy. Thành ra tại sao người ta lại thấy có những cái người cử tri bị bỏ quên ở mấy cái nước giàu nhất thế giới như thế? Thì từ mấy chục năm nay, ít nhất là vài chục năm gần đây, có hai cái hiện tượng phải nói là những cái biến chuyển lớn ở
trong lịch sử thế giới nó dẫn đến tình trạng này. Một là kinh tế toàn cầu hóa. Sau khi chế độ cộng sản ở Liên Xô sụp đổ thì người ta nghĩ rằng thế giới sẽ chỉ có một cái cách sống mà thôi. Cách sống được mình gọi là mô hình, là sống chính trị dân chủ và kinh tế thị trường. Và kinh tế thị trường nó phát triển bằng cách là mở cửa tất cả các nước để giao thương với nhau, trao đổi với nhau. Thành ra các công ty ở Mỹ sẽ mở nhà máy ở Âu Châu, ở Á Châu, ở khắp nơi. Hàng hóa ở bên tàu bán sang Âu Châu, bán sang Mỹ, tất cả mở cửa. Cái hiện tượng gọi là toàn cầu hóa kinh tế nó bùng lên sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt, cộng sản sụp đổ ở Âu Châu. Hiện tượng thứ hai là những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật nó thay đổi cái cách người ta làm việc. Ngày xưa mình nói đến làm việc và cháu nó có việc làm, cháu nó đi làm rồi thì mình nghĩ là nó bắt đầu nó dùng tay chân hoặc là nó máy móc điều khiển vân vân. Nhưng mà bây giờ cái nền kinh tế thế giới đó, nó không có như vậy. Cái nền kinh tế thế giới bây giờ cái mà nó chạy nhiều nhất không phải là máy, không phải là nguyên liệu hay là năng lượng. Cái nó chạy đi chạy lại nhiều nhất là thông tin, một cái thứ mà chúng ta không thấy được. Thông tin nhanh chóng và đủ mọi cách để mà phát triển. Chúng ta không thể tưởng tượng được 10 năm trước đây ông Steve Jobs ông ấy bày ra cái này, và không thể tưởng tượng được từ lúc đó đến nay đó cái thế giới nó thay đổi như thế nào vì cái này. Ở bên tàu cũng có mấy trăm triệu người xài này. Và tôi xin thú thật là năm nay là năm đầu tiên mà tôi bắt đầu sợ cái này. Để tôi là đệ thủ cựu nhất thế giới, cả nhà tôi, vợ tôi, con tôi đều có cái này. Tôi bảo tôi không cần. Cho đến cách đây vài tháng có người bắt tôi phải dùng, và vì rằng tôi đã giữ lời hứa, tôi đã có cam kết cho nên tôi phải dùng. Bây giờ tôi bắt đầu cũng học, và bây giờ tôi đang nhìn cái máy này để tôi coi xem là mình nói chuyện như vậy là thì mất bao nhiêu phút rồi. Từ ban nãy bây giờ mất đến 8 phút. Hai hiện tượng toàn cầu hóa kinh tế và thay đổi về kỹ thuật nó nằm ở trong cả cái nền kinh tế thế giới. Cái điều hậu quả người ta không ngờ được là qua cả hai cuộc thay đổi đó có một số người bị bỏ rơi. Quý vị biết là khi mọi người bắt đầu dùng máy nổ, có xe hơi đó, thì những cái người thiệt thòi rất là những ông đánh xe ngựa, những ông chủ xe ngựa và đánh xe ngựa, họ có thể họ đi họ phá cái máy xe hơi đó, họ biểu tình phản đối. Thì bất cứ một cái sự thay đổi kỹ thuật nào nó cũng làm một số người được lợi và một số người bị thiệt. Thì hai cái thay đổi toàn cầu hóa và tiến bộ kỹ thuật khiến cho một số rất lớn người ở Âu Châu, Mỹ Châu bị thiệt thòi, và họ đòi là phải chú ý đến họ. Cái giới lãnh đạo chính trị, kinh tế đã bỏ quên họ, họ đòi phải chú ý đến họ. Vì vậy cho nên các nước Âu Châu nó khởi lên cái phong trào nó gọi là đề cao dân tộc, đề cao quốc gia. Chẳng hạn ông Trump và thì ông ấy nói là nước Mỹ trước hết, nước Mỹ trước hết. Bà Le Pen ở bên Pháp cũng nói gì như vậy. Ông Johnson ở cái phe mà rút qua khỏi Âu Châu cũng nói như vậy ở nước Anh. Thì cái hiện tượng chính trị hậu quả của
cái tình trạng kinh tế mà chúng tôi nêu ra hai đặc điểm đó là các nước lớn cũng quay trở về nhìn vào bên trong chứ không có hướng ra bên ngoài nữa. Cái đó nó có hậu quả đối với Việt Nam. Hậu quả có thể nhất là Tổng thống Trump đã xé hiệp định TPP có 12 nước. Trước kia đó, ở Việt Nam người ta trông chờ là có TPP thì đời sống sẽ khá hơn. Những người tranh đấu cho dân chủ ở trong nước ngoài nước thì trông chờ là có TPP thì sẽ đòi được những cái điều kiện về nhân quyền cho người dân Việt Nam. Nhưng mà bây giờ có hai hiện tượng là Việt Nam, các quốc gia lớn có dân chủ và tiến bộ rằng họ rút về nhìn vào bên trong hơn bên ngoài. Thì cái đó khiến cho cái chuyện mà các cường quốc giúp các nước chậm tiến dân chủ hóa là một cái chuyện khó khăn hơn chuyện nhiều. Cái hiện tượng thứ hai ở các nước đó trên toàn thế giới là có sự thoái lui của cái phong trào dân chủ. Sau khi cộng sản sụp đổ ở Âu Châu á, chúng ta thấy có một phong trào dân chủ bùng lên. Cái số quốc gia mà người ta đang sống chế độ độc tài chuyển sang dân chủ càng ngày càng gia tăng. Cuối cùng chúng ta nhớ hai năm, cái năm 2011 là hiện tượng gọi là mùa xuân Á Đông, người ta dân chủ hóa. Nhưng mà hiện nay trong vài năm nay, điều mà người ta lo ngại là cái phong trào dân chủ đó nó ngừng. Thứ hai, có nhiều khuynh hướng người ta muốn độc tài hơn là dân chủ. Quý vị biết tuần trước, chủ nhật trước ở bên Thổ Nhĩ Kỳ họ mới bỏ phiếu trưng cầu dân ý một bản hiến pháp mới. Có hơn 51% ủng hộ cái bản hiến pháp mới. Và với cái bản hiến pháp mới đó, thì quyền hành sẽ tập trung vào tay ông Tổng thống. Quốc hội sẽ không có cái vai trò gì quan trọng. Thì Thổ Nhĩ Kỳ là một nước đã theo chế độ dân chủ gần một thế kỷ, từ thời ông Mustafa Kemal là quốc. Và bây giờ cái ông Tổng thống mới, ông Erdogan, ông ấy muốn tập trung quyền hành. Ông đã bắt đầu bắt những nhà báo đối lập, thanh trừng ở trong hàng ngũ công chức những người nào chống ông ấy, đuổi. Rồi thanh trừng ở các quan tòa những người nào mà không chống ông ấy, cách chức. Ông ấy nhân danh cái an ninh quốc gia, bởi vì mới có một cuộc đảo chính cách đây mấy tháng. Và ông ấy yêu cầu dân chúng là bỏ phiếu cho cái hiến pháp ông ấy đề nghị, trong đó quyền hành tập trung của tay ông. Thì cái hiện tượng mà dân chủ thoái trào trên thế giới đó cũng là một cái biến chuyển ở trên toàn cầu hiện nay và có thể ảnh hưởng đến Việt Nam. Trước đây chúng ta đã nghĩ rằng nếu dân Việt Nam nổi lên đòi dân chủ thì cái đó là theo cái đà của cả nhân loại đang tiến đến dân chủ. Thứ hai, chúng ta trông cậy là cái thế giới dân chủ sẽ ủng hộ cái việc thiết lập chế độ dân chủ ở các nước còn độc tài. Bây giờ cả hai cái đó khó hơn trước nữa. Thì đó là cái biến chuyển mà chúng ta cần phải để ý. Bây giờ những cái đó ảnh hưởng thế nào? Người Việt Nam chúng ta phải nhận định những cái khó khăn và chúng ta phải nghĩ đến chuyện là làm sao để mà vẫn tranh đấu cho tự do dân chủ cho nước mình mà trong cái tình thế khó khăn hơn trước. Thì cái điều may mắn của chúng ta là gần đây càng ngày chúng ta càng thấy cái Đảng Cộng sản Việt Nam nó kêu đi nhiều. Cái tình trạng cái Đảng Cộng sản nó còn tồn tại hiện nay hoàn toàn là nhờ hệ thống kìm kẹp của công an. Nhưng mà đến cái biến cố Đồng Tâm vừa rồi
Thì cái điều mà khiến chúng ta ngạc nhiên là tại sao những người dân tay không dùng quốc xẻng vào vùng mà lại bắt giam được mấy chục công an cảnh sát cơ động. Cái dấu hiệu đó cho thấy là cái chế độ có cái gì gọi là đang hư hỏng, đang gọi là han xỉ đến cái mức mà cảnh sát công an có vũ khí, có lực đạn cay đủ thứ mà lại để cho dân bắt như vậy. Và cái phong trào mà người dân nổi lên ở Vinh, ở Hà Tĩnh, ở Nghệ An để đòi kết tội đuổi cái bọn Formosa và đòi đuổi thường thỏa đáng và cứ liên miên kéo dài mấy tháng trở lại. Và những người đó họ lại biết vận dụng cả cái dư luận quốc tế ký cái kiến nghị để gửi sang Đài Loan để yêu cầu chính phủ Đài Loan can thiệp với hãng Formosa, chứng tỏ là họ không tin tưởng gì ở chính phủ Việt Nam cả. Thì đấy là những cái hiện tượng cho thấy người dân Việt Nam đã ý thức được cái quyền của mình, đã ý thức được cái khả năng thay đổi của mình và biết là cách làm thế nào để thay đổi. Vậy nên chúng ta ở đây không có đứng ở trong cuộc, rất khó mà ảnh hưởng trực tiếp được đến cái tình hình Việt Nam. Nhưng mà điều mà chúng ta có thể làm là suy nghĩ, bởi vì chúng ta có kinh nghiệm sống ở cái thế giới tự do, chúng ta có kiến thức về cái diễn biến của thế giới. Thì cái điều mà chúng ta cần suy nghĩ là suy nghĩ về cái tương lai của Việt Nam sau chế độ cộng sản. Tôi nghĩ là ở trong nước cũng có nhiều người nghĩ cái đó, bởi vì ở trong nước cũng nhiều ngoài nước chúng ta đều thấy là chế độ cộng sản sụp đến nơi. Cái câu này chúng ta nói lâu rồi, nhưng mà càng ngày chúng ta thấy nó lại càng rõ rệt là cái chế độ này sắp sụp. Thực ra thì chế độ cộng sản cuối cùng thế nào cũng sụp, nhưng mà người ta có thể nói là 100 năm nữa hay là 3 ngày nữa, không ai có thể đoán được. Không ai có thể đoán được lúc nào nó sụp. Nhưng mà gần đây tôi có gặp một vị lãnh đạo, tôi miễn nói lên một vị lãnh đạo cái phong trào tranh đấu ở Nghệ An, phong trào dân chủ rất là mạnh, phần lớn là đồng bào công giáo. Thì vị lãnh đạo đó nói với chúng tôi là đồng bào tụi tôi đó là tranh đấu để đòi bảo vệ môi trường thôi, còn cái chế độ đó thì chúng tôi không bao giờ nói chúng tôi đòi lật đổ nó cả. Bởi vì rằng nếu mà chúng tôi tính lật đổ nó thì chúng tôi phải nghĩ trước và tính toán trước là sau đó ai lên thay thì sẽ làm những cái gì. Thì đây là một cái người đóng vai trò lãnh đạo và tính toán như vậy. Có một cái chuyện mà lật đổ chế độ cộng sản thì phải tính ngay là sau nó mình làm cái gì. Và cái chuyện đó là tôi nghĩ là các nhà chính trị, vì lãnh đạo đó nói với tôi, các nhà chính trị họ đang hoạt động đòi thay đổi đó, họ phải tính cái đó. Thế thì chúng ta ở đây ở ngoài, chúng ta không thể biết rõ được cái phong trào chính trị trong nước nó làm như thế nào. Và nếu chế độ cộng sản nó sập, nó có thể sập bất ngờ từ lúc nào, nổ từ bên trong ra, thì người Việt Nam phải làm gì để xây dựng chế độ dân chủ? Bởi vì chúng ta đã nhìn thấy là ngay cả một cái nước dân chủ có lúc nó cũng trở lại ngay độc tài. Và nếu mà chúng ta thiết lập một cái chế pháp bầu bán xong rồi mọi người cứ thế cãi nhau và không thể nào mà hòa với nhau được, thì rồi làm sao mà chúng ta có thể xây dựng một đất nước? Thành ra bây giờ là cái lúc nghĩ đến cái chuyện hậu cộng sản. Thì cái câu hỏi của chúng ta là sau khi
đi cái đời cộng sản là sập. Người Việt Nam làm thế nào để xây dựng một nước tự do dân chủ và thịnh vượng phồn vinh? Thì có vài cái ý kiến mà tôi nghĩ chúng ta nên nhắc tới. Một cái ý kiến là như thế nào thì chế độ gọi là dân chủ. Tôi dẫn lại cái ý kiến của ông Karl Popper, vật lý quốc gia về khoa học và chính trị. Ông bảo là cái định nghĩa dân chủ là người dân làm chủ, nó không đủ, bởi vì có rất nhiều cách để người dân làm chủ. Chế độ nào nó xưng nó là dân chủ, nó có để dân làm chủ, nhân dân làm chủ. Thì theo Popper đó, cái câu hỏi quan trọng nhất khi xây dựng một cái chế độ dân chủ là có cái gì để kiểm soát và hạn chế người nắm quyền hay không? Đó là câu hỏi căn bản. Làm sao để hạn chế quyền của những người đang nắm quyền? Và chúng ta sống ở Mỹ, chúng ta biết ở Mỹ nó có một cái khẩu hiệu là cân bằng và kiểm soát. Người nắm quyền không thể đạt quyền được, bởi vì có những cái định chế để cho nó cân bằng và kiểm soát. Thí dụ như ông tổng thống muốn làm, thế nhưng mà tòa án bảo là cái đó không được, ông không làm được, thì ông tổng thống bỏ này. Hay là ông tổng thống muốn làm nhưng mà quốc hội bảo chúng tôi không đủ phiếu để ủng hộ ông, thế là tổng thống bị hạn chế. Thành ra sau khi chúng ta thấy chế độ cộng sản sụp đổ, phải sửa soạn một cái hiến pháp mới, thì cái câu hỏi quan trọng nhất mà chúng ta nên đặt ra là làm thế nào để hạn chế cái quyền của cái người nắm quyền. Câu hỏi thứ hai là cái việc xây dựng định chế đó, xây dựng định chế để cân bằng kiểm soát đó, có đủ để là chúng ta thiết lập chế độ dân chủ hay không? Thì gần đây khi nhìn thấy cái tình trạng mà rất nhiều quốc gia nổi lên để thiết lập dân chủ rồi quay trở lại chế độ độc tài, như là vừa gần đây nhất là ở Ai Cập, rất nhiều nước đã như vậy, và bây giờ là Thổ Nhĩ Kỳ, thì người ta thấy rằng cái việc xây dựng định chế chưa đủ. Có một cái ông giáo sư người Nhật thì tên là Fukuyama, các bạn ông cái ông mà viết cái cuốn gì em ở cái sơ đề đây đó là cái gì phải tên là có nhiều ông Fukuyama, ông ấy nêu ra ý kiến này tôi thấy rất đáng chú ý. Ông bảo cái chuyện quan trọng nhất khi chúng ta thiết lập chế độ dân chủ là làm sao nó hữu hiệu, nó có hiệu quả, efficient. Hiệu quả hiểu theo nghĩa kinh tế học, có nghĩa là nó làm sao để gây được cái sự thịnh vượng cho người dân được hơn. Như chúng ta thấy ở Mỹ này có hàng chục triệu người bị bỏ quên, họ không được hưởng gì, trong khi cả nước tiến nhờ toàn cầu hóa kinh tế, và họ không được hưởng gì khi cả nước tiến về kỹ thuật. Những cái ông như là ông Google chẳng hạn, ông ấy tự nhiên cái ông lên ông ấy nắm một cái tài sản lớn bậc nhất, và trong khi những cái người thợ ở hầm mỏ ở Ohio hay ở những cái nhà máy ở Michigan mất việc, thì ngay ở nước Mỹ này người ta cảm thấy rằng không, cái chế độ này nó không có hiệu quả, nó làm tôi mất việc, nó làm cho tôi sống khó khăn, và người ta sẵn sàng bầu cho một cái người nào nói rằng tôi sẽ phá tất cả điều đó, ông Trump nói như vậy, là tôi sẽ quét sạch cái vũng lầy,
cái tầng lầy ở Washington. Thì nếu nước Mỹ mà nó mới thành lập độ 5 năm, 10 năm mà đã đạt đó thì khó lòng để giữ được chế độ dân chủ. Nó có được cái chế độ dân chủ 200 năm nay là bởi vì suốt từ lúc đầu cho đến gần đây, người dân lúc nào cũng thấy đời sống họ khá hơn. Kinh tế nó luôn luôn bảo đảm mọi người được tự do và no ấm. Thì nếu chúng ta thiết lập một chế độ dân chủ, thường những người đấy là quý vị theo luật học thì nghĩ rằng lập một cái hiến pháp bảo đảm phân quyền, hạn chế quyền hành, như vậy là chúng ta ăn chắc sẽ có một chế độ dân chủ. Nhưng mà nếu cái chế độ dân chủ đó để cho dân bị đói, không kiểm soát được nạn trộm cắp, những cái chuyện nhỏ nhỏ này, hay nói kiểu Mỹ là không có ai đủ rác, thì người ta cần sống ở trong một xã hội no đủ, có trật tự và có an ninh. Thì cái chế độ dân chủ mà chúng ta sẽ lập nên ở Việt Nam không những là phải thiết lập cái định chế cân bằng kiểm soát, còn phải bảo đảm xã hội có an ninh, có trật tự và người dân được no đủ. Thì đó là những cái ý nghĩa chúng tôi dùng để kết luận cho cái phần thuyết trình của chúng tôi ở Việt Nam trong một thế giới đang biến chuyển. Xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn giáo sư Đỗ Việt Hoàn. Thưa quý vị, chúng tôi xin nhắc quý vị rằng tiếp theo đây là sau cái phần mà thảo luận, chúng tôi có một phần ẩm thực nhẹ để hội buổi chúng ta phản ánh quý vị. Xin quý vị chờ đợi sau phần hội thảo sẽ có phần ẩm thực nhẹ. Xin cảm ơn và xin trở lại với đại ban điều hành. Thưa quý vị, mặc dù giáo sư Đoàn nói sớm hơn 3 phút rưỡi, nhưng mà chúng tôi cũng đi sau thời gian ấn định của ban tổ chức. Bởi vậy, dù gì những chương trình tiếp theo là phần hội thảo được ban tổ chức đề cử 3 vị có nhiều kinh nghiệm từng lĩnh vực theo như yêu cầu của ban tổ chức. Mỗi hội thảo sẽ đặt 2 câu hỏi cho mỗi một đề mục và xin bắt tắt là tối đa từ 2 phút đến 5 phút, cũng như thuyết trình viên trả lời cũng chỉ bắt tắt trong vòng tối đa 5 phút. Nhưng mà nếu như vậy đó, chúng tôi sẽ không đủ thì cho các quý vị ở dưới hỏi câu hỏi. Tôi xin cắt ngắn lại, quý vị hội thảo chỉ mỗi người chỉ được đặt 1 câu hỏi thôi, chúng tôi có thể dành cho những người ở dưới. Bây giờ chúng tôi xin mời 3 vị đã được ban tổ chức giới thiệu lên để hội thảo cùng các thuyết trình viên. Mặc dù chúng tôi biết tên nhưng mà không biết biết họ. Chúng tôi xin mời ông Nguyễn Đồng, Nguyễn Đức Khoa, Võ Minh Phượng. Xin lên bàn hội thảo. Kính thưa quý vị, anh Nguyễn Đồng vừa từ xa mới trở về đây và chúng tôi xin thành thật cảm ơn anh Nguyễn Đồng đã có dành thời gian quý báu để đến đây tham dự. Và anh Nguyễn Đức Khoát là một cựu hội trưởng hội người Trung An, trước kia ở chị Võ Minh Phương là hội trưởng quốc gia nghĩa tử và tổng thư ký của hội trưởng quốc gia nghĩa tử. Thưa quý vị, chúng tôi xin mời vị đầu tiên sẽ thảo luận về đề tài số 1 của tiến sĩ Lê Minh Nguyên. Xin mời. Chúng tôi cũng xin mời luôn 3 vị thuyết trình viên lên trên này để có sẵn máy đi được.
trả lời các câu hỏi. Kính thưa mọi người ở trường, chúng tôi cũng chỉ xin nhắc nhở một điều rất quan trọng là trong phần đặt vấn đề hỏi và đáp, xin quý vị chú trọng đến những đề tài các diễn giả vừa thuyết trình, và chúng tôi xin đặc biệt là cắt ngang những lời nói có tính cách mà để cá nhân. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Xin quý vị bắt đầu. Câu trả lời những câu hỏi thì xin
xin cho con cháu được hỏi một vài câu. Là thưa xin câu thứ nhất là về môi trường ở Việt Nam hiện giờ, đó là câu hỏi cho diễn giả Lê Minh Nguyên. Thưa chị, bây giờ những cái môi trường ở Việt Nam nó càng ngày nó càng tàn tệ, thì trong đó một cái phần cháu nghĩ lên chúng ta cần phải biết đó là hiện giờ trên thế giới Trung Cộng nó là nơi sản xuất ra những cái chất kim, gọi là kim loại hiếm thì không hiếm nhưng mà rất khó được khai thác từ khắp nơi trên thế giới, cho nên khi nó làm cho những cái mỏ mà như là chuyện mà Formosa mà mình đã biết được á, thì nó thải ra những chất khí đó, nên những chất độc đó nó khắp nơi, thì có thể chăng là nó đã có cái ý định là dùng nước Việt Nam mình là một nơi để khai thác những cái chất gọi là cái chất đó được dùng trong defense system để hay là trong cell phone hay là trong bất cứ các nơi trên thế giới, 80% là mua từ tàu, mà nếu mà nó dùng nó khai thác những cái đó, những chất thải như là chất độc thải ra đó sẽ làm gần như là kiệt quệ cả nước Việt Nam mình, thì chúng ta có tài liệu hay là có những chuyên viên từ khắp nơi đến để mà nghiên cứu về những cái sự sa thải chất độc của các công ty mà nó để dưới hình thức giống như là làm nhà máy điện hay là sản xuất thép, nhưng mà thực ra đó là chỉ là bề ngoài, nhưng trong khi trong đó nó có những cái chất mà gọi là rất là, tại vì cháu là trong ngành dạy học về cái môn đó, cho nên cháu có để ý theo dõi, thì mình không biết là cháu không biết là mình có thể tìm biết thêm đầu sâu thêm và nói cho tất cả mọi người được biết về những cái chuyện đó. Dạ thưa, đó là câu hỏi đó được cho diễn giả Lê Minh Nguyên ạ. Dạ vâng, dạ, cảm ơn chị để trả lời câu hỏi đó. Thì xin thưa là có hai cái trường hợp điển hình nhất, đó là như trường hợp chị có nói là vấn đề mà bauxit, vấn đề thứ hai là vấn đề thép. Thì vấn đề bauxit thì chúng ta thấy rõ ràng là khi mà làm ra nhôm thì nó có hai giai đoạn, hai cái công đoạn là nhôm sỏi và nhôm rồng. Cái giai đoạn nhôm sỏi đó là để lấy đất đỏ mà để mà làm ra nhôm sỏi đó, thì cái giai đoạn đó là nó ô nhiễm kinh khủng lắm. Thì giai đoạn đó thì ô nhiễm thì rõ ràng là chúng ta thấy đầu tư Trung Quốc là không muốn cái ô nhiễm ở Trung Quốc cũng có thể làm nhôm sỏi nhưng mà Trung Quốc không làm. Trung Quốc muốn làm là cái nhôm rồng đó, là Trung Quốc làm. Nhôm rồng thì lấy từ nhôm sỏi để mà chạy điện giải ra, thì nó chỉ làm nhôm rồng á, là nó chỉ tốn điện thôi chứ nó không có ô nhiễm. Còn khi mà làm nhôm sỏi thì ô nhiễm, thì ô nhiễm đó thì Việt Nam là phải hứng chịu, tức là cái bài rác. Còn trường hợp thép thì chúng ta thấy thép thì nó thép của thế giới thì giá rất là rẻ, mà đã giá rẻ mà tại sao chúng ta lại xây dựng nhà máy thép ở Formosa rồi bây giờ lại định là xây dựng ở Cà Ná? Thì được biết đó là như chị có đặt vấn đề là liệu là chuyên viên có nghiên cứu hay không, thì xin thưa là nghiên cứu về cái bất lợi về kinh tế cũng như cái thiệt hại về môi trường thì dạ là khó, có rất là nhiều những chuyên viên cũng như là tài liệu để chứng tỏ là cái sự thiệt hại môi trường cũng như là sự lợi kinh tế là không có lợi để mà làm cái chuyện đó. Nhưng mà trong chế độ cộng sản thì chúng ta thấy là có một điều rất là rõ ràng là Trung Quốc thì họ như trường hợp oxit hay là những trường hợp khác thì họ muốn cái ô nhiễm là ở ngoài cái đất nước họ, trong khi đó thì trong chế độ cộng sản thì vấn đề đây là họ không còn cái lý tưởng nữa, mắc lê họ không tin nhưng mà họ phải giữ để mà họ lấy cái đó họ nắm quyền, nhưng mà thật sự để phục vụ những cái nhóm lợi ích, mà nhóm lợi ích để bây giờ muốn có tiền đó thì phải có dự án xây dựng đó là dự án đó là mọt tiền nhất. Thành ra do đó là một dự án mà tiền tỷ đô trở lên thì rất lớn, chừng nào thì cái vấn đề mà cái bỏ túi riêng càng lớn chừng này, thì ra họ gần như là họ không quan tâm gì đến vấn đề môi trường, họ quan tâm về vấn đề là lợi nhuận riêng của những cái nhóm lợi ích đó. Trong khi chúng ta biết là nước Việt Nam là một quốc gia biển,
mà một quốc gia biển thì cái biển của chúng ta rất là đẹp, và những phát triển về ở biển thì phải phát triển thì những cái lượt thì du lịch hay là khách sạn, những cái phát triển mà nó sạch, nó không có ô nhiễm môi trường. Nhưng mà chúng ta thấy là họ muốn làm nhà máy thép dọc bờ biển, ngay cả điện nguyên tử cũng dọc bờ biển. Thành ra đó là một cái điều có thể nói là bất hạnh cho đất nước chúng ta về gì. Xin cảm ơn. Vừa vừa chút khoa có câu hỏi không ạ? Dạ, bác sĩ mời em. Kính thưa quý vị, sau hai câu hỏi của ban thẩm luận viên đặt câu hỏi với tiến sĩ Lê Minh Nguyên và giáo sư Vũ Kích Hoàng thì tôi xin mạn phép để đặt câu hỏi với giáo sư Trần Quý Kích. Trong bài thuyết trình, giáo sư có cho biết rằng sau cái cuộc gặp mặt của Tập Cận Bình và ông Trump thì nó đưa tới một cái hiện tượng là của quyền Biển Đông. Đó là những cái điều mà trong thuyết trình viên đã nói đến bỏ quên Biển Đông và ngầm chứa thứ nhì, cái vấn đề thứ nhì là cùng nhau giải quyết Bắc Triều Tiên. Câu hỏi tôi đặt ra là thuyết trình viên có nghĩ rằng trong đoạn kỳ thì Mỹ và Trung Cộng sẽ nhường nhau để rồi đưa Bắc Triều Tiên vào khối Đông Bắc Á và dưới quyền của Mỹ, Nhật và Nam Hàn. Và trong trường kỳ thì Mỹ sẽ dùng contention bao quanh vùng Trung Cộng để rồi chia tàu ra làm nhiều mảnh. Từ lúc đó nước Việt Nam của chúng ta mới có cơ trở thành độc lập hoàn toàn hay không? Đó xin quý vị mình trả lời tôi. Cảm ơn câu hỏi rất hay của anh cơ hội trưởng. Thực sự ra anh không hỏi thì tôi cũng sẽ tìm cách để tôi nói điều đó. Điều đó đúng là trong hội nghị vừa qua, vì về đối phó với lại Bắc Hàn, cho nên Mỹ tạm thời không đặt vấn đề Bắc Hàn, hay là mà không tập trung lại vấn đề một lần nhưng mà không đáp lại. Nhưng mà ngay sau đó thì cử ra phó tổng thống Pence đi với nước Đông Nam Á, thế là cũng nhắc tới quan tâm của Mỹ. Và bây giờ cái bản tin ngày 21 tháng 4 và thứ hai hôm trước đây của đài AFP, cô Obama nói là Đông Nam Á bắt đầu được tiêu biển Trump quan tâm, tức là Mỹ tạm dừng không đặt trong lúc đó. Mà thực sự ra vẫn thấy rằng là Trung Cộng tham vọng đó là nguy hiểm cho Mỹ và cho thế giới. Thế rồi đang có những cái cố gắng của nội bộ để tỏ rằng chính quyền Trump, chính quyền Trump xin bây giờ ông Trump là người tinh thần không nắm vững tình thế giới nhiều. Nhưng bây giờ trong nội bộ cũng có những người gọi và chắc là cái đó phải đặt ra quan tâm nguy hiểm. Và hiện nay đang có những thay đổi, đồng thời khối C7 là bảy quốc gia phát triển kinh tế đó cũng vừa đưa ra một cái kêu gọi ngày hôm qua, kêu gọi phải tuân thủ phán quyết của tòa trong tài về Biển Đông. Tức là Trung Cộng trong trận giải quyết là những cái đảo đá nó cũng không có giá trị pháp lý, tức là không có bảo an bài lịch sử thì nó không đủ. Thì Tây Phương, tức là gồm có nước thì gồm cả Nhật và Đức Trung Quốc, bên là Nhật và ông Châu, họ không có phụ tập để mà chịu hoàn toàn theo ý muốn chung chung hòa đồng, không đặt ra các vấn đề chúng ta quan tâm, tôi cũng cố ý để mọi người quan tâm hơn. Nhưng tình thực thì chúng ta cũng có dấu hiệu là thế giới nhiều phần ta không muốn để cho ông chủ phá hậu có toàn quyền muốn làm gì lại. Câu hỏi của anh là cảm ơn các bạn. Cảm ơn giáo sư. Thưa quý vị, chúng tôi chỉ nhận được có hai người đưa câu hỏi. Thành thử chúng tôi xin mời người thứ nhất là ông Đinh Sinh Long. Xin ai có microphone cordless đưa dùng. Tôi là Nguyễn Sinh Long, Chu Văn An, 1960. Trước tiên xin cảm ơn ban điều hành đã cho phép tôi được tham dự đặt câu hỏi. Câu hỏi này được đặt ra để hỏi giáo sư Đỗ Quý Hoàng, giáo sư Đỗ Quý Hoàng. Cái đề tài mà ông vừa trình bày rất là hấp dẫn. Việt Nam
nam trong thế giới biến chuyển. Thì trong cái đề tài này tôi ghi nhận là ông có đưa ra một vài cái nhận định phát biểu. Thứ nhất là gần đây như nước Anh, nước Mỹ, có phương hướng là thay đổi, mà cái sự thay đổi đó là vì cái lòng dân đã thay đổi, như là ở Việt Nam như ngày mình nghĩ này, hoặc là trong cái cuộc bầu cử khác tuần tới. Thì bây giờ tôi câu hỏi của tôi thì nó dính líu là Việt Nam trong cái nội tình biến chuyển, thì có đề cập đến cái lòng dân ở trong nước qua cái biến cố mà Đồng Tâm cũng như là Phong Sàng. Thì cái biến cố Đồng Tâm đó thì cũng có một số những người nhận định rằng là đó là một cái sự kiện rất là đặc biệt và nó liên quan đến cái lòng dân ở trong nước. Thì theo ông thì cái ý nghĩa cũng như là cái tầm ảnh hưởng của cái lòng dân qua cái biến cố Đồng Tâm nó như thế nào và ảnh hưởng thế nào đối với lại chính quyền hiện tại và trong nước? Xin cảm ơn. Cảm ơn ông Nguyễn Sinh Long. Trong cái biến cố Đồng Tâm thì hôm trước đây tôi có viết bài trên báo Người Việt, tôi đặt cái câu hỏi là tại sao 36 người công an, cảnh sát, viên chức chính quyền mà lại để cho người ta bắt giam như vậy? Thì mình ở xa thì không thể biết tình trạng ở trong nước thật sự nó diễn ra như thế nào, nhưng mà khi đọc câu hỏi như vậy mình thấy nó vô lý quá. Tại sao những người dân không có súng mà lại bắt được mấy công an có súng ra ngoài? Mà tại sao lúc người dân bắt á, các anh ấy không chống cự? Hoặc là nếu các anh ấy không chống cự, tại sao anh không bỏ chạy mà cứ để yên cho người ta bắt? Quý vị nghĩ sao về tình trạng đó? Tôi hơi ngạc nhiên là đọc dư luận ở trong nước không ai đặt ra cái câu hỏi đó cả. Mình hoàn toàn không biết rõ, nhưng mà tôi phỏng đoán rằng trong số những người bị bắt đó có những người họ muốn họ bị bắt, họ sẵn sàng đưa tay ra cho người dân trói lại mang đi, nếu không thì không cách nào mà bắt được từng ấy người. Tôi có coi cái hình ở xã Đồng Tâm đăng lên tờ báo ở Hồng Kông, thấy nó không biết tầm thường, nó không phải là một cái pháo đài, nó là một cái làng xã như cái nơi khác ấy. Tại sao người ta dẫn được từng ấy tù binh ra vô, rồi không có người nào mà chống lại cả? Thì cái tình trạng tôi nói là chính cái lực lượng mà Đảng Cộng sản dùng để đàn áp dân chúng, bây giờ họ cũng chán để họ không muốn đàn áp nữa. Và họ thấy là dân hô hào bắt họ thì họ sẵn sàng để cho người dân bắt, để họ tránh không có phạm tội đối với lại người dân. Mà cái đó nó xảy ra là bởi vì ngay cả những cái người trong cái lực lượng công an, cảnh sát đó, họ cũng nghĩ rằng cái chế độ này tàn, nó không thể nào tồn tại như thế được. Họ không hy vọng gì chế độ này sẽ tồn tại trong cái đời của họ, và họ lo rằng đến lúc chế độ sụp đổ thì họ sẽ là mục tiêu để người ta trả thù. Cái điều mà người ta lo nhất khi chế độ cộng sản sập ở Việt Nam không phải ở trong Nam mà là lo ở ngoài Bắc, là bởi vì những cái hận thù từ thời cải cách ruộng đất đến nay hơn nửa thế kỷ rồi
giữa gia đình này với gia đình khác, giữa người này với người khác nó còn kéo dài. Có khi đời cha truyền đến đời con, cái điều mà mấy cái ông công an cảnh sát họ sợ nhất là nếu chế độ sợ, họ sẽ bị người ta tìm đến rửa thù. Cho nên họ bắt đầu lơ là với cái công việc đàn áp. Và tôi cho rằng đó là cái điều khiến cho Đảng Cộng sản phải tìm cách thỏa hiệp ngay lập tức. Ngày thứ sáu vừa qua, tôi viết bài bình luận là Đảng mất mặt, Đảng Cộng sản đang mất mặt. Và tôi đoán rằng thế nào Đảng Cộng sản cũng phải giải quyết vụ này càng sớm càng tốt, không thể để kéo dài mất mặt lâu quá. Thì quả nhiên là có lẽ trong lúc mà tôi viết cái đó ở đây thì ở Hà Nội họ xin hỏi, họ đã chịu nhượng bộ. Quan trọng nhất là không truy cứu những cái người mà đi bắt công an cảnh sát. Ở một cái nước nào mà đi bắt công an cảnh sát giam lại rồi sau đó bảo không sao hết, chuyện anh em mà chơi thôi mà đâu có chi, chuyện đó có thể tin được không? Bây giờ cái Đảng Cộng sản Việt Nam hùng hổ như vậy mà bảo rằng thôi mấy người bắt công an cảnh sát không có ai bị tội hết, xóa 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 để thả hết cái 20 người còn lại ra, để làm gì? Để quên đi, đừng có ai nghĩ đến đồng tâm nữa. Thành ra cái những câu đó chúng ta thấy rằng không những người dân khinh thường Đảng Cộng sản, oán hận là từ đâu rồi, bây giờ khinh thường qua năm ra gì cả, mà ngay cả lực lượng đàn áp của Đảng Cộng sản cũng đang bốc lên chỉ muốn chuộc. Họ cũng nhìn thấy là các ông ở trên cũng chỉ muốn chuộc, họ cũng nghĩ làm sao để chuộc. Quý vị biết là năm 1989 một cái hiện tượng, một cái biến cố nó xoay chuyển cái tình hình xảy ra ở thành phố Dresden bên Đông Đức. Lúc đó dân ở hai thành phố Leipzig và Dresden bắt đầu biểu tình. Thì tại Dresden hàng chục ngàn người dân xuống đường, lực lượng công an cảnh sát mật phục đứng đằng trước, hai bên đứng nhìn nhau. Cho đến lúc một ông thầy giáo, một thầy giáo ở cái phía người biểu tình, ông một mình ông đi ra, ông mới gọi sang kia ông bảo có ai ra nói chuyện với tôi không. Thì có một cái anh sĩ quan hình như là trung úy chỉ huy công an ra đứng nói chuyện với ông ấy. Và ông ấy đề nghị là thế này: tự tôi biểu tình cứ biểu tình, và các anh đứng đấy cứ đứng, và chúng tôi không làm gì các anh đừng làm gì chúng tôi. Thế là hai bên đồng ý và dân chúng tiếp tục cứ thế biểu tình hô khẩu hiệu, bên kia công an cảnh sát không làm gì cả. Cái đó làm cho tất cả mọi người dân càng thấy hăng hái, và ở những nơi khác người ta cũng biểu tình. Thì cái chế độ ở Đông Đức lúc đó nó còn mạnh hơn chế độ cộng sản ở Việt Nam hiện nay, nó mạnh hơn và chưa bao giờ người dân chống đối cả. Còn ở Việt Nam bây giờ thì người dân chống đối hàng chục năm nay mỗi ngày một mạnh hơn. Và khi mà những cái người cầm súng để đàn áp người dân họ buông súng thì cái chế độ sẽ sụp. Thế nên chúng ta không biết được lúc nào nó sẽ sụp, có thể ngày mai, có thể tháng tới, không thể biết được, nhưng chắc chắn nó sẽ sụp. Toàn. Nhưng mà chúng tôi xin nhắc lại là xin giáo sư Toàn trả lời trong cái tối nay 5 phút, là vì giáo sư sẽ còn phải trả lời rất nhiều câu hỏi chúng tôi đang ở đây và rất nhiều người hỏi giáo sư. Thành thử ra, nhưng mà để cho công bằng, sau khi mà các quý vị ở dưới hỏi câu hỏi rồi, chúng tôi sẽ trở lại cho bàn hội thảo. Chứ nếu bây giờ quý vị muốn hỏi câu nữa thì ở dưới người ta không có thì được.
Người thứ nhì, chúng tôi xin mời ông Nguyễn Đức Cường. Xin có ai không? Tôi là Nguyễn Đình Cường. Dạ, xin lỗi, là nhà Nguyễn Đình Cường. Ban nãy diễn giả Đỗ Thế Toàn có nói là tình hình Việt Nam có thể nổ đó. Vâng, thì tất cả chúng ta đều mong nó nổ, nổ thật lớn cả thôi. Nhưng mà tôi lo rằng là khi mà tình hình Việt Nam nó nổ như vậy thì thằng Trung Cộng nó có ngồi yên hay không? Hay là một vài đơn vị quân đội của nó sẽ nhảy sổ vào để can thiệp, tức là để bảo vệ thiểu dân của chúng nó, hoặc là nó cho những lực lượng an ninh giả danh giả an ninh mặc thường phục để bảo vệ cơ sở làm ăn của chúng nó, hay là chính những nhân công của chúng nó ở trong những vùng Mosit hay là vùng Ác Lân Tân nó trở thành là những lực lượng tự vệ của chúng nó để chúng nó bảo vệ cơ sở làm ăn của chúng nó, và liệu thằng Tàu nó có yên lặng cho chúng ta hay không nếu Việt Nam nổ một cú lớn như vậy. Thưa diễn giả Vũ Thế Toàn, ông nghĩ sao? Cảm ơn anh Nguyễn Đình Cường. Câu hỏi của ông Cường rất khó trả lời. Tôi chỉ có thể trả lời với ông như thế nào là tôi với ông đánh cá. Tôi cũng cá rằng nếu ở Việt Nam chế độ cộng sản bị sụp vì lý do nào đó, Trung Cộng không dám can thiệp. Trung Cộng sẽ không dám can thiệp. Là bởi vì cái bài học của họ là 1.000 năm bắc thủ không thay đổi được người Việt Nam. Bây giờ Tập Cận Bình hay là cái gì đi chăng nữa, Lý Khắc Trường cũng không thể nào giỏi hơn Minh Thành Tổ hay là Hán Vũ Đế được. Và họ mà thấy thay đổi Việt Nam thì chuyện đầu tiên là họ lo bảo vệ cái biên giới của họ, chứ họ không thể nào dám bước chân vào Việt Nam nữa. Cho nên cá như vậy thôi. Tôi rất muốn được thua. Xin cảm ơn giáo sư Đỗ Quý Toàn. Và kế tiếp chúng tôi xin giới thiệu cựu giáo sư Chu Văn An, giáo sư Đỗ Anh Tài. Và tôi là Đỗ Anh Tài. Tôi xin được không chỉ là hỏi riêng một diễn giả nào, bởi vì cái vấn đề này tôi thấy diễn giả, cả ba diễn giả cũng đều có đề cập tới, tức là trước cái tình trạng thảm họa vừa về môi trường vừa về cái nguy cơ bị xâm lăng của Trung Quốc đó, thì bây giờ cái lối ra, cả mấy bài thuyết trình, cả mấy diễn giả đều hầu như đều cùng cho thấy rằng là cái lối ra duy nhất đang của cách mạng, và đấy là cái lời của mấy ba lời của anh Lê Minh Nguyên, đều của cách mạng. Nhưng mà bây giờ tôi xin được hỏi rõ hơn, cuộc cách mạng đó phải là cuộc cách mạng ôn hòa hay là cuộc cách mạng đổ máu? Cuộc cách mạng đó làm sao để vận dụng được sức toàn dân để làm cuộc cách mạng đó? Bởi vì cuộc cách mạng đó phải dựa trên cái lực của mình là chính. Bởi vì trong quá khứ chúng ta đã có nhiều kinh nghiệm phải nhờ những cái lực của ngoài bạn. Và bây giờ phải là cái lúc phải lực của mình là chính. Làm sao để vận dụng được sức mạnh toàn dân? Và một chi tiết nữa trong cuộc cách mạng đó là ai hay thế lực nào hay là tập thể nào sẽ hướng dẫn, sẽ lãnh đạo cho cuộc cách mạng đó? Xin hết. Thưa quý vị, có ai trả lời? Tôi xin trả lời câu hỏi của anh Đỗ Anh Tài. Thì đúng là khi mà cái thay đổi một cái việc, tôi đang nói móc chứng là tôi học về tổ chức và thay đổi tổ chức, thì quốc gia chế độ chính trị nó là một tổ chức mà khi thay đổi, cái thay đổi tổ chức đó, nó chỉ có ba cách thay đổi thôi, nó không ngoài ba cách đó. Cách thứ nhất là thay đổi bên trong cái khung sườn của tổ chức. Cái tổ chức đó là cái nhà tù, thì nó vẫn là cái nhà tù, thì nhưng mà tù nhân được ăn uống là được xem TV nhiều hơn, tập thể dục nhiều hơn, thì đó là gọi là cộng sản và thay đổi mới 1986, tức là thay đổi kinh tế nhưng mà cái thể chế chính trị vẫn giữ y như cũ.
đó là cái thay đổi chúng ta không muốn, vì đó là vẫn duy trì cái chế độ cộng sản. Cái thay đổi thứ hai là ta thay đổi gọi là transformation, tức là cái thay đổi mà nhiều người gọi là chuyển biến hòa bình đó. Tức là một cái thay đổi mà diễn biến hòa bình thì nhiều người hay hiểu một cách méo mó, diễn biến hòa bình tức là chống Trung Quốc thân Mỹ, diễn biến hòa bình là chính quyền phải là chính quyền phải là đừng ít tham nhũng hơn hay là đừng có quan liêu hơn. Nhưng mà không, cái thay đổi mà gọi là transformation đó, tức là nó là một cái sự thay đổi đó tiến tiến từ từ, nhưng mà sau một quá trình hoàn toàn chế độ nó không còn nữa thì cái đó mới gọi là diễn biến hòa bình. Tức là cái quyền tự do bày tỏ được công nhận, cái quyền tự do lập hội công nhận, cái quyền người dân được trực tiếp tham gia bầu cử, ứng cử tham nhận, tức là những cái nhân quyền căn bản của cái quyền dân sự và chính trị được công nhận, thì cái đó sau một thời gian những cái quyền nó công nhận thì cái chế độ nó sẽ bị thay đổi, thì cái đó mới gọi là diễn biến hòa bình. Và cái thay đổi thứ ba là cách mạng. Và cách mạng là cái mà tôi nghĩ là nó sẽ xảy ra là bởi vì tôi không lạc quan hay chủ quan, nhưng mà đây là những cái sự tiếp xúc với những người trong nước, ngay cả với những người trong chế độ mà đã bước ra, như ông Bùi Tính là người thế hệ lớn tuổi hay là Nguyễn Phú Bình là thế hệ trẻ tuổi ở trong hệ thống, họ đều nhìn nhận là cái lòng dân bây giờ nó đã chín mùi rồi, cái chuyện nó xảy ra chỉ là vấn đề thời gian gần, lúc nào thì không ai biết, nhưng mà nó là một cái thời gian gần. Mà cách mạng là cái sự nghiệp của quần chúng, sự nghiệp của toàn dân, thì do đó cái chuyện cách mạng xảy ra, thật ra thì có những nơi như Tunisia chẳng hạn hay là Ai Cập chẳng hạn, là cách mạng xảy ra nó không có một cái tổ chức lực lượng nào đấu lập mạnh để mà làm cái chuyện đó, nhưng mà nó do những quần chúng đứng lên. Ngay cái chuyện mà Tunisia xảy ra thì ngay các hai cơ quan tình báo lớn Hoa Kỳ là tình báo quốc gia và CIA đều không biết, và họ hai ông giám đốc đó đã bị cái thượng viện chỉ trích rất là nặng nề, và họ đã hứa là họ sẽ điều chỉnh, họ sẽ lập một cái quỹ ban khoảng 38 người để từ đây về sau không bị cái trách nhiệm, không bị cái trường hợp này nữa. Điều này có nghĩa là khi mà cuộc cách mạng toàn dân đứng lên thì chúng ta nhiều khi không cần một cái đảng đối lập mạnh hay là một tổ chức đối lập mạnh thì nó đã xảy ra. Nhưng mà cái vấn đề ở đây, ví dụ như giáo sư Đỗ Quý Đạt có nói là vấn đề sau đó là như thế nào, cái đó là rất là quan trọng, là sau đó như thế nào. Bởi vì quần chúng khi họ đứng lên thì họ rất là nhất thời, và sau đó thì chúng ta phải có một cái tổ chức để mà xây dựng những cái định chế. Và nên do đó trả lời câu hỏi đó, thì tôi nghĩ rằng cái diễn biến hòa bình và cái cách mạng nó không có mâu thuẫn với nhau, hai cái nó đi song song với nhau. Cái diễn biến hòa bình chúng ta tức bớt những cái sự gọi là cướp giật cái quyền nhân quyền của người dân, để chúng ta có những cái quyền rộng rãi hơn. Tới một lúc nào đó thì con cua đã bẻ nhiều cái càng lớn rồi thì còn những cái càng nhỏ, tức là có cách mạng dùng lên thì chúng ta thành công. Tôi có nói là có ba cái điểm mũi nhọn mà chúng ta cần tấn công một lúc. Thứ nhất là dân chúng phải đứng lên, thứ hai là phải lực lượng đàn áp phải thờ ơ, như giáo sư Đỗ Quý Đạt nói, họ thờ ơ. Mà khi họ thờ ơ thì chúng ta tránh cái cảnh Thiên An Môn, mà nếu để Thiên An Môn xảy ra thì 30 năm sau như Trung Quốc cũng chưa chắc đã làm lại được. Và thứ ba nữa là những quốc gia như Hoa Kỳ phải lên tiếng ngay để mà tạo cái momentum, tạo cái trớn để cho cái phong trào đó tiếp tục. Thì tôi nghĩ là diễn biến hòa bình và cách mạng nó không có mâu thuẫn nhau, nó hỗ tương nhau, nhưng mà cái thời điểm cách mạng tôi nghĩ là đã đến gần. Và xin hãy chúng tôi chỉ còn có 30 phút nữa, là vì theo công tác đối với lại Community City ở đây, chúng tôi phải ra khỏi đây 4:30. Vậy kế tiếp chúng tôi xin mời luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa có một đặt câu hỏi. Trước hết tôi xin mời chúng ta cùng chạm vào tay để cảm ơn hội buổi cho ra các tổ chức của hội thảo. Và đây là một lần đầu tiên của chủ tịch Trung tổ chức hội thảo. Và bây giờ chúng ta thấy rằng đến năm thứ 42, một tuần nữa chúng ta phải tưởng niệm 42 năm ta ra khỏi đất nước, thì cái vấn đề chúng tôi nhận thấy là cộng đồng người Việt chúng ta ngay tại Hoa Kỳ vẫn còn thiếu những cái sinh hoạt thường xuyên như thế này.
Chúng tôi nhớ là khi mà 10 năm đầu, ngày 1985, thì chúng ta thấy có giáo sư Thành Long Việt Nam đã lập ra cái nhóm ở Việt Nam Study, chắc giáo sư Trần Nguyên còn nhớ. Thành ra chúng tôi xin đề nghị là Hội của Trung Nam tổ chức buổi nói chuyện này, ghi nhận lại những cái buổi hội thảo này, những lời chia sẻ câu hỏi của các tham dự viên với lại chủ tọa đoàn. Và để sau đó chúng ta với cái kỹ thuật và thời đại thông tin này, chúng ta chuyển đi khắp mọi nơi để cái việc này được cái sự gọi là suy tư đóng góp của tất cả mọi người. Thế thì vấn đề đặt ra, là chắc chắn là chúng ta hiểu rằng là chỉ có người Việt Nam mới có thể cứu người Việt Nam mà thôi. Hiện tại bây giờ trong nước Việt Nam từ Bắc xuống Nam có rất là nhiều những cuộc nổi dậy và đã có rất là nhiều những vị lãnh đạo trong đó như bác sĩ Nguyễn Văn Thế, như Trang Quân Lý, như Linh Mục Quân Lợi vân vân. Vấn đề đặt ra câu hỏi này đối với anh Lê Quang Nguyên, vì anh ở trong một tổ chức cách mạng ở Tân Đại Việt, thì chắc chắn là khi đồng bào chúng ta ở trong nước nổi lên thì như là anh Cường có thể gặp đến cả cái chế độ cộng sản Việt Nam bây giờ nó biết là bị ảnh hưởng của Trung Cộng rất là mạnh này. Và chắc chắn là họ đã có những sự xâm nhập vào trong chế độ đó, kể cả những ngành công an vân vân. Vậy thì chúng ta phải nhắc nhở với đồng bào trong nước rằng là Việt Nam bây giờ không phải là Việt Nam của năm 1975. Đất nước Việt Nam hiện tại bây giờ có cả một cộng đồng Việt Nam và hải ngoại rất là vững mạnh và có thể hỗ trợ cho những công cuộc mà như chúng ta nói rằng là nếu mà cần là Pháp Hoa Kỳ lên tiếng hay là Pháp Hoa Kỳ lên tiếng thì phải có sự vận động của cộng đồng chúng ta tại Hoa Kỳ này, đúng không ạ? Vậy thì vấn đề đặt ra là câu hỏi bên kia là làm sao chúng ta có thể tạo dựng được một cái cộng đồng Việt Nam vững mạnh ở đây để chúng ta biết rằng là cái sức mạnh của Hoa Kỳ là vấn đề lập pháp, bởi vì lập pháp có thể ảnh hưởng đến hành pháp. Và từ đó mỗi khi mà trong nước có những cuộc mà gọi là như ở đồng đo Mỹ Đức là chúng ta phải hô hào thể một loạt, nếu từ Bắc xuống Nam mà có cả ngàn cái cuộc xuống đường như vậy, chúng ta nhớ cái kỳ mà Trung Cộng đưa Giàn Khoan vào trong vùng biển Bắc Việt là những cái chỗ mà gọi là địa điểm bất khả xâm nhập của Trung Cộng, hay là của ngày lúc đó ta nói tôi là người Đài Loan chứ không phải người Trung Cộng cũng bị đánh như thường, thì đừng có gọi là khinh thường cái lòng dân của Việt Nam. Thì làm sao chúng ta có thể phối hợp trong ngoài, trong đánh mà ngoài ra, trong xuống đường thì ngoài hoạt động, đó là câu hỏi đối với anh Lê Nguyên. Câu hỏi kế tiếp đối với giáo sư Trần Nguyên Bích. Xin đón với đặc sư Nguyễn là phía chúng tôi chỉ mỗi người đặt một câu hỏi. Vâng, cảm ơn anh. Vâng, tôi cũng xin ngắn gọn là cái cuộc mà cách mạng xảy ra như hồi nãy đổi tài có hỏi ôn hòa đổ máu, thì cuộc cách mạng nào cũng vậy, cũng nhiều dân họ không có vũ khí thì họ không thể nào mà tổ chức bạo lực được. Nhưng mà khi mà họ tổ chức ôn hòa mà lực lượng đàn áp, họ đàn áp đó, thì cái chuyện bạo lực nó xảy ra. Mà bạo lực nó xảy ra là không phải do cái người dân gây ra mà chính cho bên phía lực lượng đàn áp họ gây ra. Thì sau đó thì những cái hậu quả về sau nữa thì có thể là nó không còn ôn hòa, nhưng mà không còn ôn hòa đó thế giới không thể nào kết án là người dân chúng ta là gây ra cái chuyện đó được. Thì cái vấn đề cách mạng xảy ra như là anh được suy nghĩ có nói là đây là cái vấn đề của Việt Nam chúng ta, của dân tộc chúng ta, và chúng ta phải quyết định lấy cái vận mạng của chúng ta. Đây là cái cuộc cách mạng của toàn dân và chúng ta phải đứng lên và chúng ta phải đặt Hoa Kỳ cũng như những quốc gia vào chuyện đã đồng. Tức là tôi đã tiếp xúc rất nhiều ở trên qua trình đấu những cái giới chức, thì tôi thấy rằng cái dân chủ là cái giá trị của họ, nhưng mà biểu họ ông tổng thống muốn sổng hỏi chúng tôi nhiều lần là cái chuyện này là dân trong nước muốn hay là chúng tôi muốn. Nếu mà dân trong nước muốn thì dân trong nước đứng lên và ông tổng thống muốn sẽ ủng hộ. Cái điều này có nghĩa là nếu mà chúng ta làm mà cái này nó phù hợp với cái giá trị của Hoa Kỳ thì họ sẽ ủng hộ. Còn chúng ta ngồi mà chờ xung đột mà nhờ ngồi chờ Hoa Kỳ bật đèn xanh thì không nên. Chúng ta phải tự quyết định lấy cái vận mạng của chúng ta. Thì cái trở lại cái câu hỏi đó của anh là cần xây dựng cái cộng đồng vững mạnh, cái điều đó đúng. Nhưng mà anh đừng lo lắng là nếu mà cộng đồng chúng ta có những cái sự lấn cấn, là bởi vì cộng đồng Do Thái họ cũng lấn cấn dữ lắm, họ cũng lấn cấn rất là nhiều. Nhưng mà khi đi vào những cái issue mà những cái vấn đề mà của quyền lợi chung của người Do Thái, họ thì họ rất là đoàn kết. Thì chúng ta mặc dù
chúng ta có lấn cấn, nhưng mà khi ta đi vào cái vấn đề vận mệnh của chúng ta, vận mệnh của dân tộc chúng ta đoàn kết, thì chúng ta cũng giống như người Do Thái thôi. Dễ xin anh. Người kế tiếp chúng tôi xin mời ông Nguyễn Nam Hà. Xin được là tôi có đưa hai câu hỏi, nhưng mà tôi xin đưa câu hỏi thứ nhì là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ nhì của tôi đó là như thế này: về cái vấn đề mà sự việc của Đồng Tâm mà xảy qua ra trong 2022 vừa qua đó, nó có một cái diễn biến mà tôi xin nhắc lại thôi. Nếu quý vị coi băng video clip khi mà cái cuộc tấn công cảnh sát cơ động đi vào cái xã Đồng Tâm, thì quý vị thấy gì? Có những người bộ đội như cậu bộ nó cối mặc áo xanh bộ đội cầm những viên đá đứng ở bên những cái góc phố để sẵn sàng tiếp trợ cho những cái người thanh niên chống lại cái lực lượng cảnh sát cơ động. Cái thứ hai, một chi tiết là quý vị thấy cái người trung đoàn trưởng cơ động sau khi được thả ra đã làm một cử chỉ gì chưa từng xảy ra trong lịch sử của dân tộc, xây lại lại xá cảm ơn những người đó giữ mình. Vấn đề nó được đặt ra, xin có biết không, một khi mà người dân đã hiểu được cái bản chất của chế độ, sự tàn ác của chế độ, họ sẽ bực tức vì cái việc áp bức mà họ sẽ nổi dậy, họ sẽ làm một cuộc cách mạng nhỏ. Khi mà cái cuộc cách mạng đó sẽ được sự hỗ trợ của những người lính, bộ đội hay là công an. Tại vì sao? Họ sẽ thấy rằng cái lý do đòi hỏi cái quyền lợi, cái quyền sống của người dân là một quyền lợi chính đáng của gia đình họ, của bản thân họ. Do đó, họ không thể nào gọi là mạnh tay đối với những người là thân nhân của họ. Công an huyện Đồng, huyện Mỹ Đức có phải có những người là thân nhân ở cái xã Mỹ Đăng của huyện Mỹ Đức hay không? Đó là vì họ ý thức được tấn công lại gia đình mình khi gia đình mình đương bảo vệ cho cái điều phải, cái đòi sống, cái quyền sống của người dân. Đó là sự ý thức. Khi mà chúng ta chuyển được ý thức của những cái người mà chống đối lẫn cái người mà phải biểu tình, thì chúng ta sẽ có một cách mạng. Nhưng ở đây quý vị thấy cái sự cách mạng nhỏ bắt đầu có bạo lực, phải có bạo lực đó, quý vị thấy video. Nhưng sau đó là gì? Là đàm phán. Lúc đó người ta thấy rằng đối thoại vẫn là có hiệu lực hơn là bạo lực. Bởi vì bạo lực sẽ không đi giải quyết. Nếu thật sự thì tới bạo lực sẽ không giải quyết, thì lúc đó có đàm phán. Đàm phán, thương lượng, ép buộc chính quyền phải đồng ý. Riêng cá nhân tôi ở phần này, tôi suy nghĩ rằng chắc muốn làm hòa cho chung trong cái chuyến đi của Nguyễn Xuân Phúc sắp tới, theo tôi nghĩ. Cái thứ hai, khi đàm phán xong, tôi không tin rằng Việt Cộng sẽ đi. Tại vì bản chất có điều, xin lỗi, ở đây có thầy tôi rồi, trong cảnh sát, cảnh sát Việt Nam hôm qua, khi có những cuộc biểu tình những năm vừa qua ở tại Việt Nam, quý vị không thấy cái tình trạng bắt muội. Nhưng mà đối với công an thì không, bắt muội rất là nhiều, mà bắt đúng chỗ, đúng người. Chứ không, xin lỗi, là người Việt Nam Cộng Hòa cảnh sát ngày xưa là ok, nhẹ biểu tình xong rồi thôi. Đấy, không có cái sự khó khăn đó. Do đó tôi xin nói thế này, sau cái phần trạng thái sẽ tiếp tục có những cái cuộc nổi dậy nữa, mà khi nổi dậy cuối cùng vẫn là bạo lực, vẫn là bạo lực để giải quyết chế độ, lúc đó mới hoàn thành được cái cuộc cách mạng, thay đổi được cái chế độ của cộng sản. Xin hết. Xin cảm ơn ông Nguyễn Nam. Nam à, câu hỏi của ông lại chính do ông trả lời, thành tựu chúng tôi rất là sung sướng mà nghe theo dõi và hiểu rõ những ý kiến của các ông. Vậy thì tôi hỏi kế tiếp là bà Nguyễn Nghĩ Hường, nhưng mà tôi thấy câu hỏi của bà đã được hỏi trước rồi. Tuy nhiên tôi vẫn
gương máy lại để cho bà hỏi và tùy các diễn giả trả lời. Đúng ra tôi chỉ là một người đàn bà ở nhà bếp nấu niêu xoong chảo, nhưng mà lúc nào đó tôi cũng nghĩ tới một cái đất nước Việt Nam thân yêu của tôi. Có một ngày nào đó dân chủ sẽ trở lại, và cái nỗi khát vọng của tôi là được nghe những cuộc hội thảo và những bàn luận của quý vị về đất nước Việt Nam. Và cái câu hỏi của tôi thì chắc có lẽ cũng đã được trả lời một phần nào, đó là người Việt hải ngoại sẽ làm gì khi Việt Nam có dân chủ và hậu dân chủ. Với cái trí thấp kém của tôi thì tôi cũng hơi khó suy nghĩ được nhiều, nhưng mà tôi sẽ cố gắng để nghe và học hỏi nhiều hơn. Xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn trả lời cho các thính giả. Chúng tôi rất cảm động khi nghe câu hỏi của một người tự xưng chỉ là người nội trợ trong nhà mà quan tâm tới đất nước. Còn những người hải ngoại có thể làm gì được? Tôi nghĩ chúng ta có thể làm nhiều thứ. Việc đầu tiên, trong hiện nay chúng ta đã, trong quá khứ và hiện tại, luôn luôn vinh vực những người chiến đấu cho tự do, dân chủ ở trong nước và bị đàn áp. Chúng ta phát đạt tân hóa của họ và chúng ta chuẩn bị để hỗ trợ việc xây dựng lại đất nước trong tương lai. Chúng ta xin đưa một ví dụ nhỏ là thế này. Ở Trung Hoa, ở bên Tàu, có một người không trực tiếp dính vào cách mạng tháng 10, nhưng là được phía trong nước Trung Hoa gọi là quốc phụ, người cha của cả nước, được cả phía quốc gia cũng như cái cộng sản tôn trọng, là ông Tôn Văn, Tôn Tật Tiên. Cộng sản Trung Hoa trong nước cũng đề cao ông ấy, và bên ngoài Đài Loan gọi là Trung Hoa quốc phụ, người cha của cả nước, mà ông không có trực tiếp dính vào cái cuộc nổi dậy ở Vũ Hán khi mà đánh đổ nhà Mạc, khi mà làm suy yếu nhà Mạc Thanh năm 1911, lúc đó đảng Denver, Colorado. Nhưng mà ông vẫn chuẩn bị từ trước, ông biết từ trước rằng là nước Trung Hoa cần phải thay đổi, cần phải tiến bộ. Nhưng mà dân Trung Hoa bao năm trời bị nhà Thanh cai trị, công vua cai trị, đánh đổ nhà Thanh rồi thì tổ chức lại nước như thế nào? Ông nghiên cứu hiến pháp của con nước trên thế giới. Thế giờ ông suy nghĩ, ông nghĩ ra, ông tạo ra những cái lý thuyết và hiến pháp cho Trung Hoa trong tương lai. Ông đưa ra tam dân chủ nghĩa, dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc. Ông đưa ra ngũ quyền hiến pháp, ông phát triển tây phương là các tam quyền phân lập, là phân lập pháp, hành pháp, tư pháp riêng biệt. Ông thêm hai cái quyền nữa là quyền khảo thí, lựa chọn người giỏi, và quyền giám sát, tức là để trông coi để cho không ai làm sai. Thế thì vì ông ấy có công suy nghĩ trước cái sự tổ chức lại đất nước sau khi chế độ để thanh xuống đổ như thế nào, cho nên khi trong nước, khi các bạn chính Tôn Văn đã từng tổ chức vài ba cuộc nổi dậy, nhưng ông thất bại, lúc từ ngoài về không nắm được tình trong nước. Nhưng khi trong nước tự hoàn nổi dậy, họ làm ta các đại quân của nhà Thanh và Vũ Hán, thì người trong nước người ta bàn nhau là tổ chức nước như thế nào, phải mời Tôn Đức Xuân về để ông hướng dẫn chúng ta trong việc xây dựng lại. Thế thì ông được mời về và ông có là vị tổng thống đầu tiên của Trung Hoa Dân Quốc trong cái đầu giai thanh. Nhưng ông cũng thiếu chuẩn bị, ông cũng có lỗi là ông thiếu chuẩn bị phải làm ông tốt quá, có lẽ ông không được như cụ thể trong phim nhà mình. Nhưng mà sau khi mà thấy rằng là tổng thống lâm thời rồi, nhưng mà thấy Nguyên Lý Khải, anh ta tuy là nếu anh mới làm tổng thống, anh có thể gây ra Nam Bắc hai miền không đánh nhau, quân nhà Thanh không đánh một cách nào nữa, cấm đẩy nhượng luôn. Thế bây giờ nếu mà ông mới là tổng thống mà quân nhà Thanh rất đẹp, hai miền đơn vị chúng có giết nhau, thì nếu có người khác người ta làm để cho nhà Thanh làm lòng phát vị, để cho các bạn thành công, ông nhường trước tổng thống cho Nguyên Lý Khải, rồi cho anh đó nó tham nạn, nó làm vua, muốn làm vua trở lại Trung Hoa là hỗn loạn. Thì cái lỗi của ông ấy là không nhận định đủ, cho nên để cho Trung Hoa qua thấp lớp một thời gian. Như cái công cũng chuẩn bị những năm trước, tạo hiến pháp, tạo những cái chương trình xây đất nước, thì ông có được lợi. Tôi nghĩ là chúng ta học bài đó, chúng ta có thể chuẩn bị vừa hỗ trợ người trong nước. Việc đến tôi cũng nghĩ là chắc chắn nó sẽ đến, nhưng đến rồi xây dựng là như thế nào, chúng ta như là người trong nước suy nghĩ trước cái tổ chức và khi thay đổi để hỗ trợ người trong nước về mọi phương diện, vận động pháp quốc gia cũng như chính bản thân chúng ta. Tôi nghĩ con như vậy thì là toàn những người có thêm gì không? Là xin cảm ơn. Tôi là Kiều Bộ Sinh Hồ Cần, tôi tên là Aero Hoàng. Tôi có vấn đề của tôi là cái chế độ cộng sản làm sao lật đổ nó. Điều thứ nhất,
thì nó có hai cái điều kiện để đảm bảo chế độ. Thứ nhất là chế độ nó quá mục đát. Mục đát là bây giờ nó bị so sánh chế độ thì nó hòa mình lúc nào cũng bị chửi là chế độ tham nhũng. Nhưng cái tham nhũng chúng ta tối đa thì tới quận thôi chứ không thể là hơn được. Bây giờ chế độ cộng sản nó tham nhũng tới xã và tới thôn rồi chứ không còn tới quận nữa, tức là tham nhũng hơn chúng ta gấp triệu lần. Và đến thứ hai, chúng ta thấy rằng các cán bộ là đều sang mua nhà hơn, chứ không biết không là do gì, tức là không tin chế độ rồi. Tức là chế độ phải sập là điều đương nhiên, nhưng mà ai làm sập đó, chúng ta phải trả lời câu hỏi là ai làm sập nó. Thì có hai lực lượng có thể làm sập chế độ. Thứ nhất trong nước, trong nước là dân nổi dậy. Điểm thứ hai là quốc ngoại. Quốc ngoại chúng ta có 4 triệu người ở quốc ngoại, lực lượng rất là mạnh. Nhưng mà xin lỗi, 42 năm qua chúng ta làm gì? Và 42 năm qua tại sao quốc nội không nổi dậy? Tại vì tất cả đều mất niềm tin tất cả. Tại vì những người được hưởng lợi của chế độ của cộng sản và là người không có công trong cuộc giành độc lập của người ta, cũng như chúng ta đấy, sau khi bỏ chạy ai cũng chán nản không hoạt động. Hồi thứ tư gặp ông thẩm phán Nguyễn Văn Bột, ông có rủ lập một cái nhóm gọi là nhóm nghiên cứu về công pháp quốc tế để làm về công pháp, nhưng mà cuối cùng được cũng bỏ qua. Chúng ta đây đi hội thảo đây rồi mai đi về, rồi lại đi ngủ, không ai nói ra một lời, không ai. Thì bây giờ có hỏi của tôi là bây giờ làm sao chúng ta tập hợp tất cả anh em ở đây lại để mỗi người ở đây, mỗi người đều là người giỏi, mỗi người đều sống ở chế độ mấy chục năm và sống cũng ngoài 42 năm, thì ai cũng có những cái điều tâm sự mà điều là chúng ta phải chia sẻ với nhau. Chúng ta lập một cái nhóm gọi là nghiên cứu, người luật thì lo về luật, người văn hóa lo văn hóa, người kỹ thuật lo kỹ thuật. Chúng ta một tuần thì họp nhau một lần để rồi chúng ta bàn với nhau. Không có gì có thể chuyện đời tôi ra thì quý vị nghe, hay là các em lấy cái tài liệu đó để mai kia nghiên cứu, cái thất bại của tôi sẽ là cái lợi cho các thế hệ mai sau. Xin lỗi quý vị suy nghĩ vấn đề này. Dạ, xin tôi xin trả lời ông Hồ Ngọc Cẩn, phải không ạ? Hồ Ngọc Cẩn. Tôi chỉ xin ghi nhận những cái góp ý của ông rất là sáng suốt, rất là hữu ích. Nhưng mà nếu mà đặt câu hỏi đó cho bất cứ người nào ngồi ở đây thì chúng tôi chắc chắn là không có thể trả lời trực tiếp cho được, mà tôi cần phải một cái sự nghiên cứu lại để trả lời câu hỏi của ông cho đích đáng. Chúng tôi sẽ ghi nhận câu hỏi của ông và chúng tôi sẽ đưa cho ban thuyết trình, rồi chúng tôi gom góp lại sẽ trả lời ông qua email. Xin cảm ơn ông. Một người chót là viết văn tắt tên là Văn. Chúng tôi không biết là ông Văn hay bà Văn. Dạ, tôi với Chúa Đăng thì từ 1998 thì anh của đây. Thì bây giờ tôi sẽ hỏi ông Bình Quốc Đỗ Quý Toàn một câu hỏi. Ông có hỏi, ông có đặt vấn đề dân chủ hay là độc tài, và ông hướng về phía hiện hướng độc tài. Hiện bây giờ cái trend của nó như vậy. Thế nhưng mà tôi không đồng ý với cái chuyện đó. Tôi nghĩ là dân chủ vẫn là cái trend genuine, tại vì chính cái thẩm phán mà người ta quyết định, người ta chỉ yes, no, flip cái computer đó, positive, negative, nghĩa là nó không có đúng, có sai. Thành ra là cái dân chủ nó để nó chuyển cái tư tưởng năm nay người đảng dân chủ sang năm đảng cộng hòa, hay là năm nay là ông Nguyễn Phú Trọng, năm tới là ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đại khái như vậy để nó có cái luân chuyển cái tư tưởng ở trong đó. Tại vì nó chỉ là flip, không có cái yes no, không có cái sai hay đúng ở trong cái policy rõ ràng như vậy. Chính cái thẩm phán
mà không có cái nào là đúng hay là sai, mà nó chỉ có là học thời cái gì đúng hay không. Vì thế mà tôi nhận thấy như thế này, khi mà cái dân chủ lại có một số các ông cán bộ công an dùng một lực lượng đó để áp đảo cái phía bên kia. Phía bên kia có nghĩa là phía đối lập lại với cái ý của ông Nguyễn Phú Trọng. Mà chưa chắc rằng là cái ý kiến của ông Phú Trọng đúng, mà chỉ có hợp thời hay là không hợp thời, hay là ý kiến của cái người khác nữa là hợp đúng, mà chỉ hợp thời không hợp thời thôi. Nó chuyển biến đi để cho là quần dân cùng một đồng lòng lên một đường đi thôi. Không có dĩ nhiên rằng là bây giờ quý vị xem ở trong đài là dân chủ cộng hòa họ sẽ chống nhau, hai bên chống nhau, nhưng mà không đi đến cái chỗ phải mang công an đến mà đàn áp cái phía bên kia. Như vậy đấy, vì tôi hỏi như vậy, tôi hỏi rõ ràng là tôi không đồng ý về cái ý kiến rằng là bây giờ cái trend là dân chủ tổng hòa rất là độc đảng, mà tôi nghĩ rằng là cái trend chung vẫn là dân chủ với lại ý nghĩa gọi là mọi gồm chung tất cả ý kiến của mọi người để gộp chung lại thành một cái của Việt Nam. Và cuối cùng nữa là phải có một cái gôn chính. Gôn chính đó nghĩa là quốc gia, dân tộc hay là cái gì đó, chứ không phải một gôn chính đó là Đảng Cộng sản. Đó là tôi muốn nhấn mạnh như vậy. Dạ, xin cảm ơn ông ba. Chúng tôi xin ghi nhận những câu hỏi của ông và chúng tôi sẽ truyền cái câu hỏi đó lên ban chương trình và sẽ trả lời ông qua email, là vì chúng tôi không còn đủ gì cả. Xin lỗi các bạn. Còn có một ông Nguyễn Công Lượng chỉ có ý rằng là ông nói là hội thảo mà không cho có ý thì làm sao gọi là hội thảo, thì chúng tôi cũng xin ghi nhận. Và còn một ông Trần Lân có nói có đưa ra một ý kiến, nhưng mà cái ý kiến của ông nó ngoài đề tài thuyết trình, nó không có phù hợp. Chúng tôi xin nghiêm trả lời. Và cuối cùng có lẽ là một cô thảo luận trên bàn muốn hỏi cô cuối cùng. Xin cô bạn đứng lên để bán tâm. Dạ, thưa đây là câu hỏi cho giáo sư Vũ Đỗ Quý Toàn. Thưa thì trong cái câu trong phần nhận định của giáo sư có nói là các nơi trên thế giới bây giờ họ đã có cái khuynh hướng là cô động lại không có nhận người tị nạn hay là chỉ lo cho nước của mình. Thì tôi muốn hỏi là các giáo sư có đã nghiên cứu về cái sự kỳ thị chủng tộc từ các nước, đa số là nước Anh, Pháp và nước Mỹ, hiện giờ ba nước cho bên nước Mỹ thì ủng hộ Trump thì lại khác như vậy. Thì bây giờ cái đó, cái vương minh đó là nó có một nguồn dư luận nói rằng là nó sẽ phát xuất từ cái sự gọi là kỳ thị chủng tộc. Chúng ta trong tương lai nếu Đảng Cộng sản sụp đổ, mình không có cái kỳ thị chủng tộc, tại vì đa số người Việt Nam thì không có khác biệt là nhiều, nhưng chúng ta có cái kỳ thị cho giai cấp vì liên hệ bà con họ hàng với những người đã từng ở các nơi trên chiến tuyến đại khái như vậy, thì chúng ta sẽ làm sao thưa giáo sư? Thưa cô, cái tâm lý gọi là kỳ thị thì nói là ai cũng có, người nào có không kỳ thị hay là kỳ thị người khác. Nói đến tập thể đó thì các quốc gia cũng có, các dân tộc cũng có. Ví dụ mình nói thẳng ra người Việt Nam bây giờ kỳ thị người Trung Hoa, cái đó không ai muốn chối cãi cả. Thế thì cái vấn đề là không phải cái tâm lý kỳ thị mà là những cái hành động kỳ thị. Hành động kỳ thị thì thường nó bộc phát ra
khi người ta gặp những cảnh khó khăn, khi nào có khủng hoảng chẳng hạn, những cái người mà họ mất việc, họ khó kiếm việc làm, họ trông thấy một người ngoại quốc thì họ có thể kỳ thị người ngoại quốc, nghĩ rằng người ngoại quốc này cướp việc làm của mình. Cái hồi 1980-70 chúng ta đã biết một người Trung Hoa ở Detroit bị dân chúng Mỹ ở đó tấn công đánh. Thì tại sao người ta đánh? Là bởi vì Detroit là thành phố sản xuất xe hơi, mà lúc đó xe hơi của Nhật đang tràn ngập vô, làm cho kỹ nghệ xe hơi của Mỹ xuống. Và người ta trong những người Trung Hoa này, người ta tưởng đó là người Nhật, thế người ta đi về đánh. Thì những cái hành động đó là xảy ra là khi người ta trải qua một cơn khủng hoảng. Thì hiện giờ cái tình trạng kỳ thị biểu lộ bằng cái chuyện chống di dân nó xảy ra ở khắp các nước rộng ở Âu Châu, ở Mỹ, là bởi vì rất nhiều người ở các nước đó gặp cái cảnh nghèo khổ hơn trước. Và như là chúng ta đã nghe, chính cái tình trạng chênh lệch về lợi tức đó nó gây ra cái tâm lý mà oán ghét, và họ tìm ai để oán ghét, họ oán ghét những cái người ngoại quốc là trước hết. Thì ở Việt Nam chúng ta đó, thì có lẽ đó, khi mà chế độ cộng sản sụp đổ đó, thì chúng ta cũng phải lo cái vấn đề kỳ thị. Có lẽ bất cứ chính quyền nào lên nắm quyền ở Việt Nam phải lo cái chuyện đó, không khác gì là lo làm sao người ta có cơm đảm ăn đấy. Thì tôi nghĩ là cái chuyện đó không khó. Người Việt Nam mình tính tình vốn là bao dung, dễ hạ thứ, cho nên là không khó. Nhưng mà phải có cái người ở trên cùng, ở cái cấp lãnh đạo làm gương, biểu lộ cái tinh thần bao dung ra để cho mọi người bắt chước. Thì lúc đó chúng ta sẽ giảm bớt được cái tinh thần kỳ thị và tránh những cái tinh thần kỳ thị. Tôi xin cảm ơn. Thưa quý vị, chúng tôi xin thông báo là trong khi chúng ta họp và thảo luận ở đây đó, thì có đang ở live stream ở trên Facebook và rồi, và có một người Việt Nam đã góp xin có một ý kiến của một người trong nước, xin kêu cứu cho gia đình ông Vương Văn Thả đang bị cộng sản bao vây. Thì cái này đó, chúng tôi sẽ nhường lại, chúng tôi sẽ trả lời trước Facebook của người trong nước, là chúng tôi sẽ nhờ lại để cho bản thuyết trình, trong đó có tiến sĩ Lê Minh Nguyên là người đang làm hoạt động giáo diết về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, sẽ tiếp tục và có thể giúp đỡ được cho đương sự ở Việt Nam hay không. Và cũng để kết thúc, chúng tôi xin nhường lại một lời chót cho vị xin anh đầu đúng không ạ? Vâng, xin anh bắt tắt, là vì chúng ta cũng không có gì giờ. Vâng, rất cảm ơn ban tổ chức cho tôi được do một ý kiến, vì tôi nghe có rất nhiều câu hỏi về Việt Nam sẽ chuyển những gì có thể xảy ra trên Việt Nam. Thì tôi thấy tất cả những câu trả lời của xin lỗi, tôi là Nguyễn Đồng, Trung Văn An 67. Tôi hôm nay tôi được hân hạnh được nói chuyện về môi trường, nhưng mà xin nói chuyện cái câu hỏi mà các quý vị đã đặt ra. Cái chuyện về Việt Nam đó, thì có tất cả những chuyện xảy ra trong tương lai đó, thì là đã có rất nhiều giả thuyết trong đó, nhưng mà tôi chưa thấy có một ai đặt một cái chuyện này mà tôi nghĩ là nó có cơ hội xảy ra, là vì chúng ta nhìn Trung Quốc như là một cái thực thể to lớn và đầy sức mạnh, và họ đang bao vây chúng ta từ bao nhiêu phía. Nhưng nếu chúng ta nhìn về Trung Quốc một cách với con mắt của những nhà chuyên viên về kinh tế, về chính trị, thì chúng ta thấy họ có những cái nhược điểm rất là lớn. Và vì đó, nếu chúng ta nhìn như vậy, chúng ta sẽ bớt sợ rất nhiều. Là như thế này, những cái dấu hiệu cho thấy là cái số tiền dự trữ của họ càng ngày càng suy giảm, từ 3 tỷ đô la, 3 trillion rồi xuống dưới 3 trillion. Cái số tỷ số công nghiệp quốc doanh mà họ muốn giảm bớt, thay vì giảm bớt càng ngày nó càng tăng lên,
và cái năng suất sản xuất của nước càng ngày càng xuống, cái giá trị của đồng quan so với đô la càng ngày càng xuống. Và không những thế, nước Trung Quốc đang bị một cái nạn rất lớn là những thành phần lao động của họ bị lão hóa rất là nhanh. Cho đến năm 2030, một người sẽ phải chóng 3 người. Thì ra cái mức sản xuất của họ sẽ xuống rất là nhanh trong những năm sắp tới. Nếu họ không giữ được cái mức sản xuất trong 7% tăng lên trong 7%, là nước họ có thể có tình trạng nổi loạn. Trung Quốc có cái cơ hội có tình trạng nổi loạn, họ không giống như Việt Nam. Là Việt Nam có thể sống với tỷ số là lên 2-3% một năm, mặc dù Việt Nam đang tăng triển cái mức khoảng 6-7% trong những năm gần đây, trong 2 năm gần đây. Nhưng mà Trung Quốc không thể xuống dưới được 6-7%, là tại vì để giữ một cái số lượng khổng lồ như vậy có công ăn việc làm, họ phải giữ cái mức phát triển đó. Thành ra bề ngoài chúng ta thấy họ rất là hung hăng, nhưng mà có dấu hiệu cho thấy là sự hung hăng của họ là để họ che giấu cái sự suy yếu ở trong nội bộ của họ. Thì có cái chuyện này, có cái cơ hội này xảy ra là khi nước của họ đang bị lâm nguy vì một lý do nội bộ, họ sẽ dùng cái thế lực của họ để họ lấn lướt, họ lấn lướt ngoài man để họ che giấu cái sự yếu đuối của họ. Đó là Việt Nam cần phải để ý đến cái tình trạng, cái tình trạng nó có thể xảy ra. Và khi nếu có chuyện gì xảy ra cho Trung Quốc thì là sẽ có một chuỗi biến động, và Việt Nam sẽ thay đổi theo cái chuỗi biến động đó. Và thời gian có hạn, chúng tôi không muốn đi vào cái đó, nhưng mà không thấy có vị nào ở đây để ý đến, tôi xin đem cho quý vị để ý đâu. Cảm ơn các giáo sư đã đến đây tạm giờ, cũng như quý vị, quý khách, các đồng môn. Và xin cảm ơn thuyết trình đoàn và thảo luận đoàn. Xin cảm ơn ban tổ chức. Xin mời quý vị. Xin cảm ơn ban điều họp. Và thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đó sau đây sẽ là phần ẩm thực. Nhưng trước khi đi vào phần ẩm thực, chúng tôi xin mời quý vị tất cả lên trên này để cùng chụp hình với lại ban điều họp, với ban diễn giả, với lại ban thảo luận. Xin mời quý vị diễn giả ngồi lại để chụp hình. Chúng ta sẽ có một cái chụp hình kỷ niệm ở đây với lại diễn giả và ban tổ chức. Xin mời tất cả quý vị lên trên này trước khi chúng ta sẽ bước vào phần ẩm thực. Và một lần nữa mời quý vị nào có chụp hình kỷ niệm ngày hôm nay đang và sau muốn đứng thì đứng như tôi. Tất cả quý vị lên trên này ghi một tấm hình làm kỷ niệm. Các anh đứng ở đằng sau thì các anh muốn có hình thì các anh phải đứng lên cái ghế như tôi như thế này. Thì phải ok, hồn ai lấy sống từng giờ muốn có hình phải đứng lên trên này thì mới có hình được. Ai nào muốn có hình thì đứng lên, đứng lên đây, đứng lên để mình có hình. Mấy chị Gia Long mà mặc áo dài đẹp quá, xin vào hộ để kỷ niệm. Vâng, cầm cho đại lên trước kia, đứng cao trước kia cả. Và bây giờ tôi sẽ đến năm thì chúng ta tan hàng. Ok, quý vị nhìn chưa bao giờ tôi thấy có cái thành phần mà nhiếp ảnh đông đảo như thế này. Và tôi bắt đầu đến năm thì tan hàng. 4 5/8 4 9/10